Thưa toàn thể quý vị, xin mời quý vị ổn định chỗ ngồi để chương trình hội thảo được phép bắt đầu. Dành lời đầu tiên đại diện công ty dược phẩm Johnson Silk thuộc tập đoàn Johnson Johnson, chúng tôi hân hạnh được gửi đến quý thầy cô cùng quý vị bác sĩ lời chúc sức khỏe cùng lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, bệnh viêm ruột là một bệnh mãn tính, cái sinh bệnh học khá phức tạp và gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Việc chẩn đoán vẫn còn những thách thức rất lớn đối với các bác sĩ. Chính vì vậy, với mong muốn mang đến cho quý vị thầy thuốc cơ hội để được trao đổi, được cập nhật những kiến thức mới cũng như là được trao đổi kinh nghiệm lâm sàng với quý thầy cô, quý chuyên gia nhằm giúp cho công tác khám chữa bệnh của quý thầy thuốc ngày một tốt hơn. Ngày hôm nay, công ty Johnson Silk thuộc tập đoàn Johnson Johnson rất vinh dự được đồng hành cùng bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức buổi hội thảo, buổi đào tạo khoa liên tục trên bệnh viêm ruột này. Trong thứ bảy tuần trước thì chúng ta đã thảo luận phần một về thách thức trong chẩn đoán bệnh viêm ruột, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên đề tiếp theo điều trị bệnh viêm ruột. Đến với buổi hội thảo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chủ tọa của buổi hội thảo, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Bùi Hữu Hà, trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện Đại học Y Dược, trưởng phân môn tiêu hóa bệnh viện nội tiêu hóa Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu năm báo cáo viên, bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Danh Tấn, khoa nội tiêu hóa bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Trung tâm Thư khoa nội tiêu hóa bệnh viện Chợ Rẫy. Xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Nguyễn Đăng Trọng, khoa nội tiêu hóa bệnh viện Chợ Rẫy. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Thị Thanh Thúy, khoa tiêu hóa bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Đặng Minh Linh, bộ môn nội tổng quát Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt chúng tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn tất cả các quý bác sĩ đã đến đây tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay tại khán phòng này, cũng như quý vị bác sĩ đang tham dự hội thảo trên hệ thống webinar. Để bắt đầu buổi hội thảo, xin trân trọng kính mời phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Bùi Hữu Hoàng phát biểu khai mạc hội nghị và điều hành buổi hội thảo. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị đồng nghiệp tham dự cái chương trình đào tạo y khoa liên tục được diễn ra trực tiếp tại khách sạn Intercontinental Sài Gòn, và những đồng nghiệp đang theo dõi trên cái hệ thống webinar về cái chủ đề điều trị viêm ruột mãn tính. Thì chúng ta biết là trong tuần vừa rồi đó, cũng ngày thứ bảy tại khách sạn này, chúng ta cũng đã vừa tổ chức một cái hội thảo đào tạo y khoa liên tục với cái chủ đề là thách thức trong chẩn đoán các cái bệnh lý viêm ruột mãn tính. Thì trong chương trình vừa rồi, chúng tôi đưa ra một số những cái ca lâm sàng thực tế mà chúng tôi gặp tại bệnh viện để mà minh họa cho một số những cái vấn đề khó khăn trong vấn đề chẩn đoán và cái cách chúng ta có giải quyết và đưa đến những cái bước đầu điều trị để đạt được cái hiệu quả tốt nhất cho người bệnh. Những cái thách thức chúng tôi đưa ra không phải để làm khó cho các quý vị, mà chúng tôi muốn đưa lên những cái thông tin để chúng ta quan tâm hơn vấn đề viêm ruột mãn tính. Trước kia thì chúng ta chỉ có một cái chẩn đoán rất đơn giản là viêm đại tràng, nhưng mà chúng ta chưa có một cái cụ thể hóa trong vấn đề đánh giá bệnh lý. Chính vì vậy mà vấn đề điều trị nó sẽ gặp rất nhiều những cái trở ngại và bệnh nhân xuất hiện các cái biến chứng. Vì vậy mà chúng tôi muốn có những cái chương trình thông tin cho quý vị đồng nghiệp những cái kiến thức hoặc là những cái cách để chúng ta quản lý xử lý tốt cái người bệnh bị viêm ruột mãn tính. Thì trong cái buổi hội thảo đào tạo y khoa liên tục ngày hôm nay thì nó mang tính chất là chuyên sâu hơn, và chúng tôi muốn trình bày một số những cái quan điểm liên quan về cái chỉ định điều trị bệnh viêm ruột mãn tính, bao gồm có cái bệnh viêm loét đại tràng và thứ hai là cái bệnh Crohn. Và chúng ta đi sâu phân tích về những cái đặc tính của các cái thuốc mà chúng ta có thể sử dụng. Chúng ta hiểu được những cái tính năng dược lý cũng như là một số những cái chỉ định.
Đồng thời chúng ta cũng nắm được một vài cái thông tin liên quan đến những cái tác dụng phụ hay là những cái vấn đề, những cái biến cố xảy ra khi mà chúng ta điều trị. Để mà các quý vị đồng nghiệp chúng ta quen dần với cái cách chúng ta xử lý một cái bệnh nhân bị viêm ruột mãn tính. Và tiếp theo những cái chuỗi đào tạo y khoa liên tục về cái bệnh viêm ruột mãn tính thì chúng tôi từng bước muốn cung cấp những cái kiến thức dần dần nó mang tới chất chuyên sâu để mà tất cả các quý vị chúng ta có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này. Ở đây là một cái khái niệm tương đối là còn mới mẻ đối với một số các đồng nghiệp, nhất là một số những cái đồng nghiệp không có quan tâm nhiều với cái bệnh lý về tiêu hóa. Nhưng mà dần dần chúng ta phải đối mặt rất nhiều các cái trường hợp viêm ruột mà chúng ta rất khó trong vấn đề chẩn đoán và chúng ta gặp nhiều trở ngại trong vấn đề điều trị. Chính vì vậy mà chúng tôi hy vọng rằng cái ngày hội thảo hôm nay sẽ cung cấp cho quý vị những cái thông tin hữu ích giúp cho chúng ta có thể quen dần với những cái khái niệm và điều trị của cái bệnh viêm ruột mãn tính. Và tiếp theo trong những cái lần mà hội thảo sắp tới có thể diễn ra trong năm sau 2021, chúng tôi phải tiếp tục củng cố những cái kiến thức này và tiếp tục đồng hành với tất cả các đồng nghiệp trong cái vấn đề xử lý, chẩn đoán các bệnh viêm ruột mãn tính. Thì thật sự đây là một cái trăn trở, một cái vấn đề mà rất là phức tạp. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nắm rõ một số những nguyên tắc thì chúng ta xử lý vấn đề nó sẽ được một cách đơn giản hơn. Do đó mà chúng tôi tin chắc cái hội thảo đào tạo y khoa liên tục ngày hôm nay sẽ đạt được nhiều cái kết quả thành công như mong đợi. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty Sunsen luôn đồng hành với lại Bệnh viện Đại học Y Dược trong cái mảng đào tạo về y khoa. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các đồng nghiệp đã bỏ thời gian để cái ngày cuối tuần thứ bảy để mà tham dự cái buổi hội thảo hôm nay, cũng như là các cái đồng nghiệp đang theo dõi cái chương trình trực tuyến trên cả nước. Chúng ta biết là chúng tôi có gửi cái đường link cho các đồng nghiệp rải rác từ các cái tỉnh thành, từ Hà Nội, từ miền Bắc, miền Trung và ngay cả các cái tỉnh phía Nam. Như vậy chúng tôi hy vọng rằng những cái chương trình đào tạo y khoa này sẽ mang lại rất nhiều những cái thông tin hữu ích cho quý vị. Như vậy chúng tôi xin tuyên bố là khai mạc cho cái buổi hội thảo. Trước khi mà chúng ta đi vào cái nội dung thì chúng tôi sẽ có một cái phần đầu tiên là chúng tôi phát cái câu hỏi lượng giá trước khi mà chúng ta bước vào cái chương trình hội thảo. Đây là một cái bản câu hỏi pre-test. Thì tất cả các quý vị tham gia chúng ta cố gắng điền những cái thông tin và chúng ta đánh giá về cái những cái đáp án mà chúng ta chọn lựa. Và sau cái phần trình bày đầu tiên thì chúng tôi sẽ thâu lại cái bản pre-test này. Và khi mà chúng ta đã nghe đủ 5 cái chủ đề thì chúng ta sẽ có cái phần lượng giá cuối cùng là cái post-test để chúng ta có thể nắm bắt được những cái thông tin ở mức độ như thế nào. Và đây là một cái quy định bắt buộc để mà chúng ta được cấp chứng chỉ CME. Do đó mà chúng tôi hy vọng là tất cả chúng ta sẽ tham gia một cách nhiệt tình và đầy đủ. Thì trong cái chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có 5 cái chủ đề chính. Các chủ đề sẽ được lần lượt giới thiệu. Và chúng tôi đã mời rất nhiều những cái bác sĩ chuyên gia, những người mà đã có cái thời gian làm việc tiếp xúc với lại những cái bệnh nhân bị viêm ruột mãn tính và cũng đã được đi tập huấn ở nước ngoài liên quan đến cái chủ đề này. Do đó mà chúng tôi hy vọng rằng là những cái bài báo cáo sẽ mang lại những cái thông tin rất là hữu ích cho tất cả các đồng nghiệp. Trước tiên thì chúng tôi xin kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Tâm Thư, là một bác sĩ điều trị của khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ Thư cũng đã tham gia một chương trình tập huấn ở nước ngoài, đặc biệt là ở ASEAN, Hàn Quốc và một số những cái nơi khác nữa để mà nắm bắt về một số những cái thông tin liên quan về điều trị. Thì chúng tôi xin mời bác sĩ Thư sẽ mở màn đầu tiên với cái chủ đề là cập nhật các cái hướng dẫn điều trị bệnh viêm loét đại tràng. Xin mời bác sĩ Trương Tâm Thư. Kính thưa thầy Hoàng, kính thưa ban tổ chức, kính thưa các anh chị đồng nghiệp. Hôm nay thì mình được phân công chia sẻ một phần nhỏ trong cái chương bệnh lý viêm ruột
là điều trị viêm nét đại tràng. Như chúng ta biết thì viêm nét đại tràng là một thể loại trong bệnh lý IBD. Về mặt chẩn đoán thì có thể nó dễ hơn so với cái bệnh Crohn, nhưng về mặt điều trị và về mặt theo dõi bệnh nhân thì chúng ta còn gặp nhiều rất nhiều là khó khăn. Thì về mặc dù trong những năm qua thì về cái số liệu thống kê cho bệnh lý ruột viêm này thì ở Việt Nam mình chưa có số liệu thống kê rõ ràng, nhưng mà trong những năm qua thì mình thấy là cái tỷ lệ cái bệnh nhân đến khám về viêm nét đại tràng hay bệnh Crohn ở các cơ sở y tế ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội là tăng, và cũng có những cái buổi mà tổ chức CME này là giúp cho mình được cải thiện được nhiều vấn đề chẩn đoán và điều trị. Và phần trình bày của tôi là gồm có đại phần đại cương chẩn đoán viêm nét đại tràng và điều trị viêm nét đại tràng. Thì nhắc lại một số khái niệm của một cái bệnh lý viêm ruột. Thì trước đây là mình khái niệm bệnh ruột viêm là một cái bệnh bùng phát từng đợt, nhưng khái niệm mới hiện nay là bệnh tiến triển và tất cả bệnh nhân điều trị theo một cách như nhau, nhưng mà khái niệm mới lúc này là mỗi bệnh nhân được điều trị theo từng riêng biệt nhau, và mục tiêu điều trị lúc trước mình chỉ là đáp ứng về thói lui lâm sàng thôi, nhưng mà mục tiêu mới sau này là mình thói lui về lâm sàng, cần lâm sàng cần có mô học và về cải thiện về nội soi. Trước kia mình điều trị bằng từng bước, nhưng sau cái khái niệm mới này là mình điều trị nhảy bước và điều trị có thể là top down. Và trước kia về vấn đề theo dõi bệnh nhân thì thường không liên tục, và sau này mình phải theo dõi bệnh nhân một cách chặt chẽ hơn. Thì như trước thì tuần trước thì mình đã khái niệm về chẩn đoán viêm nét đại tràng. Viêm nét đại tràng mình viết tắt là UC ha. Thì hôm nay mình xin nhắc lại một số chẩn đoán cơ bản về UC. Thì để chẩn đoán một cái UC thì mình phải cần phải dựa vào nhiều yếu tố. Thứ nhất về lâm sàng, nội soi, mô học, hình ảnh, và thậm chí là tới giai đoạn phẫu thuật mình mới chẩn đoán được cái bệnh viêm nét đại tràng. Và khi mình được chẩn đoán viêm nét đại tràng, mình đánh giá bệnh nhân có biểu hiện ngoài ruột hay không và có biến chứng gì hay không, rồi sau đó mình đánh giá mức độ của một bệnh viêm nét đại tràng. Và trong quá trình chẩn đoán UC thì mình luôn luôn chú ý vấn đề là chẩn đoán phân biệt UC, ví dụ như chẩn đoán phân biệt với bệnh Crohn chẳng hạn, bệnh mà UIBD nghĩa là phân biệt giữa bệnh Crohn và bệnh UC. Chẩn đoán phân biệt viêm nét đại tràng với một cái bệnh viêm nét đại tràng cấp tính hoặc hay viêm nét đại tràng không do nhiễm trùng. Cái một số hình ảnh gợi ý một viêm nét đại tràng như là giảm mạch máu sung huyết hay là tăng tiết nhầy hay là tình trạng viêm đại tràng xuất huyết hay là loét bề mặt. Về chẩn đoán mô học của một viêm nét đại tràng, cái tình trạng mà thấm nhiễm tương bào ở mô đệm thì gợi lên một tình trạng viêm mãn tính của viêm đại tràng, nhưng để chẩn đoán một cái UC thì cần phải có viêm khe tuyến, áp xe khe tuyến hay là teo khe tuyến. Để đánh giá mức độ của UC thì có nhiều cái bảng để đánh giá, nhưng mà có những cái đánh giá dựa theo Cholop, Anquist và Mayo và theo Motran thì nó giúp cho mình trong quá trình điều trị nhiều hơn. Đánh giá theo Cholop, Anquist thì dựa vào 6 tiêu chuẩn, thứ nhất là tiêu chảy, đi cầu có máu hay không, nhiệt độ, mạch, hemoglobin, VS. Nhẹ khi là cái 6 tiêu chuẩn đều nhẹ, nặng khi là có 1, 2 tiêu chuẩn là cái tiêu chuẩn thứ nhất và tiêu chuẩn 2 là phải tiêu chuẩn nặng. Và tiêu chuẩn thứ ba, có tiêu chuẩn thứ ba hoặc tiêu chuẩn thứ bốn là nặng, và phải ít nhất là 4/6 tiêu chuẩn là nặng mới gọi là nặng. Đánh giá mức độ trung bình là giữa nhẹ và nặng. Về vị trí tổn thương và mức độ theo Montreal thì phân loại theo Montreal thì là viêm trực tràng là O1, bên đại tràng trái là O2 và lan rộng là O3. Và đánh giá mức độ của một cái viêm nét đại tràng ít không là mình đánh giá là hồi phục bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng, mức độ nhẹ là bệnh nhân đi tiêu ngoài là 4 lần trên một ngày, có thể là có máu và không có triệu chứng toàn thân và chỉ số viêm bình thường, mức độ trung bình là đi ngoài là 4 lần một ngày là có thể có máu và có triệu chứng toàn thân nhẹ, mức độ nặng là đi ngoài trên 6 lần một ngày, mạch lúc nhập viện là lớn hơn 90 lần, hút nhiệt độ lớn hơn 37.5 và hemoglobin dưới 10.5 gram/100, VS trên 30.
Và chỉ số Mayo này giúp mình đánh giá về cải thiện lâm sàng và về mặt nội soi trong quá trình điều trị. Thì chỉ số Mayo này là mình đánh giá bốn vấn đề. Thứ nhất là tiêu chảy, thứ hai là có xuất huyết trực tràng hay không, thứ ba là đánh giá chung của một bác sĩ khám lâm sàng, thứ tư là bác sĩ nội soi. Thì mức độ nhẹ là từ 3 đến 5 điểm, từ mức độ trung bình là từ 6 đến 10 điểm, nặng là 11 đến 12 điểm. Thì mục tiêu mình để điều trị, để một viên đại tràng là để thối lui về mặt nội soi và mặt lâm sàng là Mayo kho là 0 đến 2 điểm. Về phần điều trị UC thì có những nguyên tắc điều trị, mục tiêu điều trị và những một số định nghĩa mình còn phải nắm, và các thuốc điều trị, các bước điều trị và tiếp cận điều trị UC như thế nào và các vấn đề liên quan đến điều trị như thế nào. Về nguyên tắc điều trị thì mỗi một bệnh nhân bệnh UC thì khi điều trị thì nó khác biệt với nhau, không có một bệnh nhân nào giống bệnh nhân nào, và mình phải đặt vấn đề là điều trị bệnh nhân trong thời gian dài và có thể điều trị suốt đời, và điều trị phải giảm biến chứng tối thiểu, và khi có biến chứng thì mình phải điều trị biến chứng thích hợp, và thậm chí mình phải phối hợp nhiều với chuyên khoa để điều trị. Và trong quá trình điều trị đó mình phải chú ý vấn đề dinh dưỡng của bệnh nhân và chất lượng sống của bệnh nhân và tâm lý, thậm chí cho bệnh nhân có thai mà mắc bệnh UC. Về mục tiêu điều trị thì chúng ta phải điều trị tấn công để đạt được giai đoạn lùi bệnh, và phải duy trì lùi bệnh tốt để giảm tối thiểu tình trạng tái phát bệnh và ngăn chặn các biến chứng tối thiểu, và phải phẫu thuật đúng chỉ định và đúng thời điểm. Mục tiêu điều trị trên bệnh UC là mình phải đạt được giai đoạn lùi bệnh trên lâm sàng, là nghĩa là bệnh nhân mất đi các triệu chứng lâm sàng trước đây, và chỉ số Mayo kho trên nội soi là từ 0 đến 1 điểm, là vấn đề là lành niêm mạc. Và ngoài ra vấn đề mình đánh giá cái mục tiêu này là phải lùi bệnh về mô học, và phải sinh thiết về làm giải phẫu bệnh là mô học có thể là bình thường, và lùi bệnh về sinh học là chỉ số CRP hay là canxi rotin trong phân phải bình thường. Các thuốc điều trị trong IBD hay là UC thì gồm có nhóm 5 aminosalicylate là gồm có sulfasalazine, mesalazine hay là 5-ASA là tại chỗ. Corticoid dùng có corticoid uống hay tĩnh mạch hay là tại chỗ. Thuốc điều hòa miễn dịch dùng có azathioprine, methotrexate hay cilosporin. Các thuốc sinh học gồm có như là nhóm ức chế TNF, enlatinmab, adalimumab, golimumab. Nhóm ức chế interleukin gồm có vedolizumab. Nhóm ức chế interleukin 12 và 23 là ocrelizumab, và nhóm ức chế kina là tofacitinib. Kháng sinh thì thường trong dùng cái UC là dùng thường hai nhóm là nhóm metronidazole và nhóm thyroxine. Các bước điều trị của UC thì thường là mình theo thường step up, là khởi đầu mình dùng cái 5-ASA trước, và sau đó bước là đến corticoid, tới điều hòa miễn dịch và thuốc sinh học, và sau cùng là phẫu thuật. Thì như nãy mình phân tích là điều trị UC mình đánh giá trên cái module là mức độ, vị trí và mức độ, thì mình có cái hướng tiếp cận với một cái cách điều trị sẽ một cách tốt nhất. Ví dụ một viêm lết, nếu bệnh nhân cho mình cảnh lâm sàng là chỉ viêm lết trực tràng thì mình khởi đầu là 5-ASA trực tràng trước và giảm, nếu mà đánh giá giảm mình sẽ tiếp tục trong 1-2 tháng, rồi sau đó mình giảm 3 lần một tuần. Còn nếu không đáp ứng mình khởi đầu là mình bắt đầu là cho 5-ASA kết hợp với steroid trực tràng, và mình đánh giá lại nếu mà giảm thì mình giảm liều 5-ASA và người bắt đầu mình giảm liều dần, cái corticoid bắt đầu ngưng. Rồi nếu mà không đáp ứng thì mình sẽ bắt đầu chuyển sang hoặc tôi cứ uống là prednisone 40 đến 60 mg trong một ngày, và nếu mà mình giá khi mình cho corticoid vào thì mình giảm được cái đánh giá triệu chứng lâm sàng giảm, thì mình bắt đầu mình giảm steroid và bắt đầu mình vẫn tiếp tục 5-ASA trực tràng. Mà nếu không đáp ứng bắt đầu mình nhảy tới qua cái điều hòa miễn dịch là azathioprine hay là mecathoprim, và nếu mà không đáp ứng nữa thì mình mới dùng tới cilosporin, và sau cùng mà nếu mà không đáp ứng nữa mình xét đến vấn đề phẫu thuật. Trong sự tiếp cận xử trí viêm lết đại tràng trái hay viêm đại tràng toàn bộ, trong viêm đại tràng trái thì khởi đầu mình cũng dùng 5-ASA trực tràng lớn hơn 1 gram một ngày, hoặc không thôi mình dùng cái 5-ASA uống liều là 2 đến 4.8 gram một ngày, có thể kết hợp với là 5-ASA trực tràng. Trong viêm lết, nếu mà viêm lết toàn bộ đại tràng thì mình khởi đầu là 5-ASA uống là liều 2 đến 4.8 gram một ngày kết hợp với 5-ASA trực tràng.
mình đánh giá là sau 4 đến 8 tuần nếu bệnh nhân có đáp ứng thì mình vẫn tiếp tục 5 ASA uống kèm theo kết hợp trực tràng, và nếu không đáp ứng thì mình có thể làm tối ưu hóa cái liều 5 ASA này. Có thể lúc đầu mình liều 3 gram thì mình tăng lên 4 gram, 5 gram, trực tràng có thể 1 gram một ngày thì mình sẽ tăng lên 2 gram một ngày. Sau đó mình đánh giá nếu mà bệnh nhân lùi bệnh hoàn toàn thì mình sẽ chuyển sang tiếp tục duy trì là 5 ASA và uống và kết hợp trực tràng. Nếu mà không đáp ứng nữa thì mình mới kết hợp với corticoid uống. Nếu mà dư si mình đánh giá mức độ là trung bình nặng thì bắt buộc khởi đầu mình phải dùng corticoid uống, và mình đánh giá đáp ứng lâm sàng có trong vòng 2 tuần. Có tài liệu thì ghi 2 tuần nhưng có một số tài liệu ghi là 4 đến 6 tuần. Nhưng mà theo mình á thì mình kinh nghiệm mình thường là 4 tuần mình đánh giá. Thì nếu mà không có đáp ứng thì mình coi xem xét cái bệnh nhân này có kháng corticoid hay không, thì cái sơ đồ kháng corticoid mình sẽ trình bày sau. Và nếu có đáp ứng thì mình tiếp tục cái corticoid thì mình giảm liều dần, và một trong những cái option này mình có thể mình lựa chọn, dù mình bắt đầu mình 5 ASA hoặc là dùng cái tiobrin đơn thuần, hoặc thôi dùng cái anti TNF và kết hợp với tiobrin, hoặc kết hợp với cái vedolizumab kết hợp với tiobrin. Thì trước đây thì mình cứ bước từng bước là corticoid xong rồi tới azathioprine, nhưng bây giờ thì cái cách người ta tiếp cận điều trị, người ta có thể nhảy bước, người ta có thể không là 5 ASA hay là tiobrin, có thể người ta khởi đầu bằng cái TNF vẫn được. Và sau đó mình đánh giá lâm sàng từ 4 đến 8 tuần xem có đáp ứng điều trị hay không. Nếu có đáp ứng điều trị thì mình vẫn tiếp tục mình giảm liều corticoid. Và nếu mà không đáp ứng thì mình, nếu mà lúc trước mình đã dùng thêm 5 ASA vô thì mình tối ưu liều 5 ASA, và nếu mà vẫn không được thì mình chuyển sang thuốc. Còn nếu mình dùng cái tiobrin đơn thuần thì mình sẽ kiểm tra cái sự chuyển hóa của tiobrin, hoặc không thì mình chuyển qua thuốc nếu mà sau đến 8-14 tuần mình không thấy đáp ứng. Còn nếu mình dùng cái anti TNF có thể kết hợp với tiobrin mà sau 8-14 tuần mà không đáp ứng thì mình có thể chỉnh liều và có thể theo dõi nồng độ thuốc. Cái những cái bước này thì thật sự là ở Việt Nam mình chưa có làm. Thì nếu mình thấy rõ ràng không đáp ứng, mình có từ mình đang xài cái anti TNF, mình có thể chuyển sang là cái anti TNF khác, hoặc thôi là nhóm ức chế interleukin là vedolizumab. Còn nếu mình dùng cái vedolizumab thì nếu mà không đáp ứng mình có thể chuyển sang lúc anti TNF. Bệnh nhân đến với mình trong tình trạng mà một viêm loét đại tràng cấp tính mà nặng thì hướng mình tiếp cận như thế nào? Thì mình, khi mình đã chuẩn đoán một cái viêm loét đại tràng nặng cấp thì khởi đầu mình phải dùng corticoid bằng đường tĩnh mạch. Thì mình dùng hydrocortisone là 100 mg. Cái tài liệu trước đây là chỉ có 2 lần một ngày, nhưng mà tài liệu sau này là 4 lần một ngày, hoặc nó dùng cái nhóm methylcortisone 4 đến 60 mg một ngày. Và mình đánh giá lại sau 3 đến 5 ngày mình xem có đáp ứng hay không. Cái tiêu chuẩn mình không đáp ứng là khi triệu chứng bệnh nhân lâm sàng vẫn là tiêu lỏng là 8 lần một ngày, hoặc không thôi từ 3 đến 8 lần một ngày, và có CRP là lớn hơn 45 mg/lít. Và nếu mình có đáp ứng thì mình tiếp tục mình xét corticoid uống và mình xét mình dùng thêm cái tiêu rừng vô. Còn nếu mà mình không đáp ứng mà bệnh nhân không dung nạp với cái nhóm tiêu rừng thì mình sẽ dùng nhóm cilofibulin 20 mg/kg. Còn nếu mà bệnh nhân không đáp ứng mà không dung nạp luôn cái tiobrin thì mình dùng cái elaximab 50 mg/kg, thời điểm là không và cách 2 tuần và cách 6 tuần. Sau đó mình đánh giá lại, nếu mà có đáp ứng thì bắt đầu mình giảm liều cái steroid và mình cứ duy trì bằng elaximab mỗi 8 tuần. Còn nếu mình dùng cái nhóm cilofibulin thì mình bắt đầu mình giảm cái steroid và mình chuyển sang cilofibulin uống trong vòng 3 tháng. Còn nếu mà mình chẩn đoán một cái viêm đại tràng mà kịch phát thì khởi đầu mình cũng dùng corticoid tĩnh mạch, và mình chú ý vấn đề dịch giải và dinh dưỡng cho bệnh nhân tại thời điểm đó, và mình đến và trong trường hợp này mình xem xét có nên dùng kháng sinh hay không. Và kháng sinh này thì mình thường dùng là metronidazole hay là ciprofloxacin. Và sau 3 ngày mình đánh giá lại, nếu mà bệnh trong 3 ngày đó mà bệnh nhân diễn tiến giống như bụi có bụng ngoài khoa như thủng hay là nhiễm trùng nhiễm độc nặng mà không đáp ứng với điều trị đó, thì mình đặt vấn đề là xem xét phẫu thuật.
Nếu bệnh tạm ổn thì mình sẽ tiếp tục cái cọc tuyến này trong vòng 10 ngày và bắt đầu mình cho psilocybin 20g một ký một ngày trong vòng 7 ngày. Hoặc hơi cái option thứ hai là mình dùng cái inlacimab 50g một ký tĩnh mạch thời điểm là không. Và sau đó mình đánh giá lại tiếp 3 ngày. Nếu không đáp ứng mình sẽ hội chẩn ngoại khoa và xét gia đình phẫu thuật. Nếu đáp ứng mà lúc đầu mình xài cái psilocybin thì mình tiếp tục dùng cho hết 7 ngày và sau đó mình chuyển psilocybin uống 48mg một ký một ngày trong vòng 3 tháng và kết hợp với cochin thì 3 lần một tuần. Và khi mình xài cái corticoid hết 10 ngày thì mình chuyển sang là uống là 40mg một ngày và sau đó mình giảm liều dần. Và nếu mà cái option thứ hai mình dùng inlacimab 50g một ký thì thời điểm không thì mình tiếp tục tuần thứ hai và tuần thứ sáu và cái cọc tiếp mình dùng 10 ngày mình chuyển sang uống và bắt đầu mình xem xét dùng cái tiovin và sau đó mình giảm liều dần. Và khi mình dùng những này mình phải theo dõi những công thức máu, chức năng gan, chức năng thận cho bệnh nhân. Thì như trên là lúc nãy mình nói thì có trường hợp là khi dùng cọc tiếp bệnh nhân không đáp ứng hay gọi là kháng trị cọc tiếp kết hay là có trong quá trình mình điều trị corticoid thì bệnh nhân có những cái phụ thuộc vào corticoid. Thì những cái tiêu chí về lâm sàng khi bệnh nhân có kháng trị steroid là bệnh nhân vẫn đại tiện trên 12 lần một ngày. Khi mình điều trị cái steroid tĩnh mạch vào ngày thứ hai, bệnh nhân vẫn còn là tiêu 12 lần trên một ngày. Và những trường hợp này có tỷ lệ phẫu thuật là tới 55%. Và ông thôi bệnh nhân đại tiện trên 8 lần một ngày hoặc không thôi là 3 đến 8 lần một ngày kết hợp với CRP là 4 lớn hơn 45mg trên lít vào ngày thứ 3 khi mình điều trị corticoid tĩnh mạch. Về tiêu chí cận lâm sàng để đánh giá để xem xét là bệnh nhân có kháng trị steroid hay không thì VS trên 75mmHg hoặc thôi nhiệt độ lúc nhập viện trên 38 độ và trường hợp nguy cơ phẫu thuật rất là cao 5 đến 9 lần. Về tiêu chuẩn chẩn đoán và hình ảnh và nội soi để coi xem kháng corticoid hay không. Về hình ảnh thì đại tràng giãn trên 5.5cm có hình ảnh đảo niêm mạc ở đại tràng và có nguy cơ phẫu thuật là rất là cao là từ 73 đến 75%. Về mặt nội soi thì nên thực hiện trong những trường hợp như vậy thì nên thực hiện chỉ nội soi trực tràng và đại tràng sigma thôi. Và đánh giá khi có bệnh nhân có phụ thuộc steroid hay không thì khi mình giảm liều corticoid mà thường thì cái giảm liều xuống tới khoảng 15mg một ngày thì bệnh tái phát hoặc không thôi khi mình ngưng corticoid thì bệnh tái phát mà khi mình dùng lại liều tấn công thì lại bệnh lại giảm thì người ta gọi là phụ thuộc corticoid. Thì cái kháng trị và phụ thuộc steroid thì mình sẽ tiếp cận bệnh nhân khi để mình sẽ chứng như thế nào thì có hai thứ mình lựa chọn. Thứ nhất là dùng cái anti-TNF hoặc không thôi dùng nhóm cái integrin là vedolizumab và kết hợp với cái azathioprine hoặc là methotrexate. Nếu mình dùng anti-TNF và kết hợp với thioprine mình đánh giá sau 8 đến 12 tuần nếu có đáp ứng thì mình tiếp tục duy trì bằng những cái thuốc đó và chỉ nếu mà đáp ứng một phần thôi thì mình phải chỉnh liều và theo dõi nồng độ thuốc và sau khi mình điều chỉnh thuốc và nếu mà đánh giá đáp ứng thì mình chỉ đánh giá đáp ứng ngoài lại thì mình chuyển sang cái anti-TNF và vedolizumab. Còn nếu mình dùng vedolizumab kết hợp với cái thioprine và methotrexate mình đánh giá lâm sàng từ 8-14 tuần, nếu có đáp ứng thì mình tiếp tục duy trì. Còn nếu không đáp ứng thì mình có thể là chuyển sang cái nhóm là anti-TNF và kết hợp với azathioprine và methotrexate. Còn nếu mà trong quá trình mình điều trị những cái thuốc sinh học vậy mà mình đánh giá được lưu bệnh hoàn toàn thì trong quá trình mình đánh giá thì nó có trường hợp là mất đi đáp ứng điều trị. Thì nếu mất đáp ứng điều trị, nếu mà mình dùng cái anti-TNF thì mình có thể mình chuyển sang nhóm anti-TNF khác hoặc là mình nhóm chuyển integrin. Hoặc không, nếu mà mình đang điều trị cái vedolizumab thì nếu mà mình muốn đáp ứng thì mình chuyển sang nhóm anti-TNF. Thì cái này là mình tiếp cận của một cái bệnh nhân điều trị một cái UC mà của trung tâm ISAN thì thường thì cũng giống như những bước đầu thôi là năm
Khởi đầu là mình dùng nấm ATA rồi tới corticoid, tới azathioprine, rồi thuốc sinh học imlasinap hay là thuốc thuốc sau này ta được sử dụng trong cái vô sinh là tofacitinib, là nhóm nhóm là ustekinumab, là thuốc uống. Và nếu mà thất bại thì chuyển sang nhóm vedolizumab. Thì một số nước á, khi mà bắt buộc phải khởi đầu là bằng cái anti-TNF trước, và nếu mà khi anti-TNF mình thất bại mình thì mới chuyển sang cái nhóm ustekinumab là vedolizumab, rồi sau mới vấn đề về phẫu thuật. Thì khi mình điều trị thì mình có đánh giá mình có đáp ứng điều trị hay không, thì có những cái định nghĩa. Thứ nhất là nếu mà bệnh nhân có hồi phục hoàn toàn thì phải là hồi phục về cả triệu chứng lâm sàng và cả trên nội soi, và sau này người ta cải thiện về vấn đề cả mô học. Về hồi phục tổn thương trên nội soi thì định được định nghĩa như là niêm mạc phải bình thường hoặc không thôi xuất hiện những cái lưới mao mạch không rõ và có thể biến đổi mãn tính như lượng polyp hay là viêm sẹo gì đó. Và lưu bệnh về triệu chứng lâm sàng là số lần tiêu phải dưới 3 lần một ngày và tiêu là phân không có máu. Và đáp ứng về triệu chứng lâm sàng là cải thiện về triệu chứng lâm sàng là do bác sĩ đánh giá và cảm nhận của bệnh nhân. Về một số định nghĩa, ta gọi sao thất bại nam ATA là khi bệnh nhân không đạt được giai đoạn duy trì hoặc đã đạt được giai đoạn duy trì nhưng mà không được duy trì được hoàn toàn. Khi mà bệnh nhân không có sử dụng corticoid mặc dù mình đã điều chỉnh liều tối đa là 5 ATA. Thất bại tiêm khi bệnh nhân không duy trì được giai đoạn lui bệnh hoàn toàn và không có sử dụng cái corticoid mặc dù mình đã tối ưu hóa cái liều của tiêm. Thất bại về những chế phẩm sinh học thì có những cái thất bại nguyên phát và thất bại thứ phát. Thất bại nguyên phát là bệnh nhân không đạt được lui bệnh hoàn toàn khi không có sử dụng corticoid mặc dù mình đã tối ưu hóa cái liều điều trị của thuốc sinh học. Thất bại thứ phát là bệnh nhân không duy trì được lưu bệnh hoàn toàn khi không sử dụng corticoid và khi đạt được đáp ứng về triệu chứng lâm sàng. Về một số chỉ định, chút xíu hết thì chắc nhờ bác sĩ Tấn thì sẽ nói rõ hơn vấn đề này. Thì chỉ định phẫu thuật khi bệnh nhân có biến chứng ngoại khoa như thủng ruột nè, xuất huyết nặng nè, bệnh nhân trong quá trình theo dõi có biểu hiện ác tính nè, có tròn chứng ác tính và không đáp ứng ngoại khoa hoặc không dùng nặng thuốc. Thì trong điều trị vô sinh mình phải quan tâm đến một số vấn đề mình có thể bắt gặp trong trường hợp những ca lâm sàng. Ví dụ như bệnh nhân có thai thì đối với một bệnh nhân có thai thì nếu bệnh nhân đang điều trị một cái vô sinh mà đạt được giai đoạn lưu bệnh rồi á thì nguy cơ bùng phát rất là thấp. Còn nếu mà bệnh nhân mà đang trong giai đoạn mà bệnh nhân đang tiến triển hoạt động á, khi mà bệnh nhân đã có thai thì tình trạng bệnh nặng sẽ nặng, rất là nặng thêm và rất là dễ bùng phát. Vì vậy cho nên cho bệnh nhân nếu mà có thai, nếu bệnh nhân đang điều trị thì mình nên phải kiểm soát bệnh để mục đích là để giảm biến chứng cho cả mẹ và con. Thì trên điều trị của bệnh nhân mà có thai mà nếu bệnh nhân đang duy trì bằng cái anti-TNF thì anti-TNF vẫn tiếp tục điều trị cho bệnh nhân nha, và điều trị tiếp tục cho đến cái thời điểm tuần là khoảng từ 26 đến 26 tuần. Và khi mà bé sinh ra thì tránh cái vaccine sống cho bệnh nhân trong 6 tháng đầu. Và may mắn là những cái thuốc mà để điều trị IBD trong nhân có thai á, thì rất là nguy cơ rất là thấp cho mẹ và cho thai nhi, ngoại trừ cái metotrexate thì chống chỉ định cho bệnh nhân có thai và cho con lúc là mẹ cho con bú thôi. Thì khi mà bệnh nhân có thai mà bệnh vô sinh mà đang điều trị thì bệnh nhân sanh như thế nào thì mình nên hội chẩn với bác sĩ sản khoa, đó là những cái ý kiến quan trọng nhất. Thì người ta khuyến cáo là khi mà sanh ngã âm đạo, khi là bệnh không hoạt động hay là không liên quan tới bệnh nặng thêm, và phẫu thuật bắt con khi nào là khi bệnh nhân có tổn thương ở trực tràng mà hoạt động, rất là bệnh gian trong giai đoạn hoạt động cấp nặng. Đây là những cái thuốc mà điều trị cho IBD trong nhân có thai, thì cái metotrexate là chống chỉ định trong nhân có thai và bệnh nhân cho con bú. Thì khi mình dùng cái anti-TNF cho bệnh nhân Lucy hay kèm theo bệnh nhân có thai cho con bú, thì nếu mình dùng cái imlasimab thì liều cuối cùng là vào tuần thứ 30 bệnh nhân mang thai và bắt đầu lại ngay sau khi bệnh nhân sanh. Nếu dùng adalimumab thì liều cuối đó là tuần thứ 32 và bắt đầu lại sau khi sanh. Và đánh giá dinh dưỡng bệnh nhân thì bệnh nhân thường có suy dinh dưỡng là do những nguyên nhân, ví dụ bệnh nhân tiêu chảy, bệnh nhân tiêu hóa kém, bất thường hấp thu,
hay là mất cái cảm giác thèm ăn, bệnh nhân bị bệnh, bệnh nhân sợ ăn. Một cái thống kê vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân UC thì giảm cân là chiếm từ 18-62%, albumin máu giảm từ 25-50%, đặc biệt là thiếu sắt là tới 81%, thiếu axit folic là 36%. Và thiếu vitamin D thì thường gặp trong nhân CD nhiều hơn. Thiếu sắt thì mình bổ sung thêm sắt cho bệnh nhân trong quá trình điều trị, và dùng đường uống khi bệnh nhân thiếu máu nhẹ và bệnh không hoạt động. Và trong trường hợp bệnh nhân thiếu máu nặng mà bệnh IBD đang hoạt động và không dung nạp bằng đường uống thì mình nên truyền khi hemoglobin là dưới 100 gram trên lít và cần phải đi, có khi được điều trị bằng erythropoietin và bổ sung thêm acid folic, và đánh giá một số các vitamin khác cần bổ sung cho bệnh nhân, vitamin A, D, K hay là kẽm. Nếu mà bệnh nhân có một bất thường, một dinh dưỡng rất là nặng thì mình nên phối hợp với bác sĩ chuyên khoa của dinh dưỡng. Rồi vấn đề nhiễm trùng trên bệnh nhân đang điều trị của bệnh nhân điều trị những cái thuốc mà điều hòa miễn dịch hay là corticoid hay là thuốc sinh học cho bệnh nhân IBD, thì khi mình điều trị như vậy thì cái nguy cơ nhiễm trùng rất là cao. Nếu mà bệnh nhân điều trị một cái ức chế TNF không á thì nguy cơ nhiễm trùng là 1.47, nếu dùng corticoid là 1.57. nếu mà mình phối hợp cả hai loại thì nguy cơ nhiễm trùng sẽ tăng hơn, là khi mình dùng một loại một điều hòa miễn dịch thì nguy cơ nhiễm trùng là khoảng 2.9, và nếu mà trên hai loại thuốc thì nguy cơ sẽ tăng lên 14.5%. Thì trước khi điều trị, vấn đề kiểm tra nên là thực hiện là kiểm tra HIV cho bệnh nhân, kiểm tra HPV, và nên kiểm tra HCV là HPV, và không yêu cầu kiểm tra là CMV là HSV. Nhiễm trùng do Streptococcus pneumoniae thì khi mà bệnh nhân IBD UC mà có điều trị bằng thuốc điều hòa miễn dịch thì nguy cơ nhiễm con này rất là cao. Và trước khi điều trị thì nên tiêm vaccine cho pneumococcus. Và một số nhiễm trùng khác thì trong quá trình mình điều trị điều hòa miễn dịch mà nếu mà xuất hiện những nhiễm trùng nặng thì nên tạm ngưng cái thuốc đó và giải quyết vấn đề nhiễm trùng. Vấn đề nhiễm ký sinh trùng nấm thì nguy cơ rất là thấp thì không cần thiết phải kiểm tra, và ngoại trừ bệnh nhân đi vào vùng dịch tễ. Với CMV thì không cần kiểm tra trước điều trị. Và khi mình trong quá trình điều trị một cái IBD mà điều trị đặc biệt bệnh nhân có kháng corticoid hay là những cái đợt mà bùng phát của bệnh nhân IBD thì cái vấn đề CMV mình cần phải kiểm tra cho bệnh nhân. Và mình phải phân biệt cái CMV này là nhiễm hay là bệnh. Nhiễm là mình chỉ là xét nghiệm máu và mình định lượng thì chỉ nói lên tính chất nhiễm của bệnh nhân cho bệnh nhân IBD thôi. Nếu mà mình nói đến bệnh là bệnh CMV là phải có tổn thương cơ quan đích, và mình phải nội soi và sinh thiết mình lấy mẫu và mình thấy thể vùi của con CMV này trên cái mẫu mô mình làm giải phẫu bệnh. Nếu mà nguyên đại tràng mà có kháng corticoid nên loại trừ CMV bằng mô học và quá mô miễn dịch. Trong quá trình mình điều trị nặng mà kháng corticoid mà mình nhân phát hiện được CMV thì mình phải điều trị cái kháng virus CMV và xem xét vấn đề ngưng cái điều hòa miễn dịch. Nếu mà bệnh nhân có biểu hiện của CMV toàn thân thì bắt buộc mình phải ngưng cái thuốc điều hòa miễn dịch. Còn trong quá trình mà mình đang điều trị có điều hòa miễn dịch mà mình chỉ nhiễm CMV dưới lâm sàng thôi thì cái thực thì bệnh không cần phải điều trị bằng kháng virus và triệu chứng tự giới hạn. Lotridum thì bệnh IBD trong quá trình điều hòa miễn dịch hay là những thuốc sinh học thì vấn đề là đó là yếu tố nguy cơ để cho mình nhiễm cái Lotridum này, và nên kiểm tra Lotridum mỗi giai đoạn, mỗi đợt có bùng phát, và điều trị có con Lotridum bằng vancomycin, mà vancomycin uống thời gian từ 10-14 ngày, và những cái kháng sinh khác nếu mình đang điều trị thì xem xét có ngưng hay không. Đối với bệnh HCV thì mình làm test HBsAg và anti-HBs, anti-HBc khi điều trị, và nếu mà âm tính thì mình nên chuẩn ngừa cho bệnh nhân. Mà nếu mà trong quá trình mà phát hiện giữa cái IBD đang điều trị với điều hòa miễn dịch mà cái có viêm gan CVB thì mình nên điều trị viêm gan CVB song song. Đối với con lao thì nguy cơ cái bệnh lao trong bệnh nhân điều trị cái UC khi mình điều trị cái điều hòa miễn dịch hay là thuốc sinh học
thì mình phải nên tầm soát cho bệnh nhân trước và sau điều trị. Trong quá trình điều trị thì chẩn đoán lao thì mình dựa vào tiền sử hay dùng cái ít phong phổi hay là cái ít ga, và nếu mình được nội soi đại tràng thì làm cái PCR lao trên trong quá trình mình sinh thiết luôn. Nếu mà bệnh IBD trong giai đoạn hoạt động mà kèm theo lao hoạt động thì mình phải dùng cái anti-TNF chậm ít nhất 3 tuần sau khi bắt đầu điều trị lao. Còn nếu mà bệnh nhân IBD mà đang điều trị cái anti-TNF mà lao được chẩn đoán thì mình bắt đầu điều trị lao và ngưng anti-TNF và bắt đầu điều trị lao sau 3 tuần. Về vấn đề vaccine, thì trước khi điều trị những cái thuốc điều hòa miễn dịch thì hoặc không nói những thuốc sinh học, mình cái vấn đề vaccine phải nêu ra là ví dụ bệnh nhân có phải bị viêm gan CMV thì nếu mà bệnh nhân có HBRD mình phải tiêm cái HBV, và nếu mà bệnh nhân có HBRD thì nên bắt đầu điều trị cái thuốc diệt virus viêm gan CMV. Còn nếu mà có bệnh cúm thì nên vấn đề cúm thì mình được mình làm cái vaccine mỗi năm, và cái con pneumococcus thì mình vaccine mỗi 3-5 năm. Về vấn đề theo dõi thì đối với thể mà dương sim nhẹ trung bình thì có thể mình điều trị ngoại trú, và thời gian tấn công điều trị nhân thường trung bình từ 3-6 tuần, và xem có đáp ứng lâm sàng hay không và đáp ứng cần lâm sàng hay không dựa trên kết quả nội soi. Và trong giai đoạn duy trì mình phải theo dõi vấn đề có bệnh nhân có tái phát hay không, có tác dụng phụ hay không. Nếu bệnh nhân đánh giá là nặng và kịch phát thì bắt buộc bệnh nhân phải điều trị bằng nội trú. Thì các biện pháp vì mình điều trị mình phải đánh giá là có sức huyết, trước nhất mình phải có đánh giá của bệnh nhân có biến chứng nặng liên quan đến ngoại khoa hay không. Thứ hai là bệnh nhân sẽ phát hiện những cái biến chứng muộn hơn, vấn đề dinh dưỡng. Và trong quá trình điều trị một cái UC thì để tầm soát coi có ung thư hay không thì nên nội soi 1 năm 1 lần. Và theo dõi có đáp ứng điều trị hay không thì theo dõi cái phần như mình những cái định nghĩa trên, theo dõi bệnh có tái phát hay không. Tái phát có thể là triệu chứng có bùng phát, và không thôi bệnh nhân đang thiên giảm đi rồi bùng phát trở lên trở lại, thì trong những giai đoạn trong những trường hợp như vậy thì mình nên xem xét thôi bệnh nhân có những bệnh lý gì khác hay không, có kèm theo cái gì hay không, hay là bệnh thật sự bùng phát. Và người ta định nghĩa tái phát sớm khi trong vòng 3 tháng sau khi thiên giảm, và mình đánh giá coi trong quá trình điều trị mình coi có thất bại điều trị gì, những thuốc nào hay không, và có kháng corticoid hay không hay lại thuộc corticoid, và theo dõi tác dụng phụ của thuốc. Và vấn đề theo dõi nhiễm trùng là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt là CMV, Clostridium hay là lao, và một số xét nghiệm mà liên quan tới sử dụng thuốc, ví dụ như những xét nghiệm tác dụng phụ, ví dụ như mình hay sử dụng cái thuốc TNF hay là anti-TNF hay là thuốc điều hòa miễn dịch, thì những cái bằng gan thận có mất máu là mình phải có một cái chế độ mình để theo dõi cho bệnh nhân. Và anh xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Trương Tâm Thư. Xin mời bác sĩ Thư về cái khán đài để tiếp tục cái phần thảo luận ngắn với cái chủ đề này. Chúng ta vừa nghe cái phần trình bày đầu tiên của bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Tâm Thư về những cái hướng dẫn điều trị bệnh viêm loét đại tràng. Thì trong cái phần trình bày này thì chúng ta có thể thấy là nó hơi phức tạp, là cái chuyện là có nhiều các cái tình huống người ta đưa ra để mà chúng ta giúp cho chúng ta có thể có cái hướng để giải quyết. Thì đối với cái bệnh mà viêm loét đại tràng hay ta gọi tắt là UC là một cái vấn đề là lúc đầu chẩn đoán thì có vẻ là đơn giản, tại chúng ta thấy là nó có thể nó có nhiều cái mức độ nhẹ thì nó chỉ có viêm ở cái vùng trực tràng thôi, và nó mức độ mà xuất huyết hay là mức độ đi tiêu chảy nó không có nhiều. Nhưng mà có thể cái bệnh nó sẽ tiến triển ở những cái giai đoạn nặng hơn, tức là nó lan lên tới đại tràng, hết đại tràng trái rồi qua cả toàn bộ cái đại tràng, và có thể nó gây ra một số những cái biến chứng như là xuất huyết tiêu hóa nặng, hoặc là có những cái số lần đi tiêu chảy nhiều hơn, hoặc là bệnh nhân có sốt, có cái biểu hiện mà của cái bệnh tiến triển. Thì chúng ta tùy theo đánh giá cái giai đoạn để chúng ta có thể điều trị. Như vậy nó thấy rõ ràng là vấn đề điều trị cái quan trọng nhất là phải cá thể hóa ở từng bệnh nhân, tùy theo đánh giá cái mức độ để chúng ta có một cái phác đồ hay là một cái hướng dẫn điều trị cho tùy từng trường hợp. Và chúng ta thấy là cái điều trị những cái dạng nhẹ thì cơ bản nó vẫn là những cái thuốc mà kháng viêm tại chỗ, bao gồm có là cái
cái 5-ASA, tức là 5-amino salicylic acid. Và tiếp đó là chúng ta có thể sử dụng corticoid tại chỗ. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì cái budesonide chúng ta chưa có ở Việt Nam. Và tôi nghĩ là trong có thể trong vài năm tới thì cũng sẽ có cái thuốc này nhập về Việt Nam. Thì chúng ta có thể là sử dụng nó ít có cái biến chứng. Trừ trường hợp mà không có đáp ứng thì chúng ta mới phải sử dụng corticoid. Và chúng ta nhớ là corticoid nó chỉ là một cái phương tiện mà điều trị ở giai đoạn mà cấp tính, giai đoạn mà đang có hoạt động. Nhưng mà sau khi mà bệnh nhân nó đã ổn định thì chúng ta nên lui dần và chuyển sang những cái thuốc mà nó ít tác dụng phụ hơn. Và trong cái vấn đề mà điều trị thì chúng ta thấy rằng là những cái thuốc vai trò các cái thuốc mà sinh học, tức là kháng TNF-alpha hoặc là những cái thuốc mà tác động tới interleukin v.v. thì đó là những cái thuốc mà để điều trị cho những cái trường hợp mà nặng. Thì các đồng nghiệp nếu trong khán phòng chúng ta có những câu hỏi gì mà trực tiếp thì chúng ta có thể nêu trực tiếp hoặc là chúng ta gửi giấy lên trên ban tổ chức. Trước tiên thì chúng tôi có một cái câu hỏi dành cho bác sĩ Trung Tâm Thư. Thì hồi nãy chúng tôi nghe bác sĩ Thư nói rằng là có một số trường hợp thì chúng ta gọi là nhảy bước, tức là thay vì chúng ta chữa bước đầu là chúng ta dùng cái 5-ASA hoặc là corticoid, thì có những cái trường hợp mà chúng ta phải sử dụng bằng cái thuốc mà kháng TNF-alpha ngay từ đầu. Thì như vậy thì cái bước nhảy bước đó là mình sẽ thực hiện trong những cái trường hợp nào và những cái chỉ định như thế nào mà mình sử dụng như vậy? Thưa thầy, thì cái vấn đề mà nhảy bước của cái hướng dẫn của đồng thuận tôi Gento thì mình có thể nhảy bước như vậy, nhưng mà thật sự trên thực tế của cái Việt Nam mình á thì thật sự rất là khó. Thứ nhất là về kinh tế, thứ hai là về kinh nghiệm sử dụng chưa có vấn đề sử dụng nhảy bước cho những cái bệnh nhân viêm phế đại tràng như vậy. Và có những trường hợp như khi mà em sử dụng những cái thuốc sinh học với điều kiện là sau khi mình đã điều trị những cái bước kia thì mình mới nhảy bước, nếu mình đã nhắc không đáp ứng mình mới quyết định cái điều trị thuốc sinh học. Còn cái này là đưa ra đồng thuận, nhưng mà mình thật sự ở đây mình chưa có kinh nghiệm, hơn nữa là vấn đề kinh tế của bệnh nhân. Có những trường hợp em có những có bệnh nhân là bệnh nhân đó cũng có một cái kinh tế mà khi mà bệnh nhân đã thất bại với cái điều trị corticoid và 5-ASA, bệnh nhân bùng phát trở lại, em cũng khuyến cáo bệnh nhân điều trị cái thuốc sinh học. Thì khi mình đưa ra như vậy thì mình cũng phải giải thích cho bệnh nhân rằng điều trị thứ nhất là về kinh tế, thứ hai là vấn đề tác dụng phụ, thứ ba là có nhiều cái vấn đề xảy ra trong quá trình mình điều trị bằng thuốc sinh học. Thì hầu như đa số người ta lựa chọn những option ban đầu, từ bước đầu cho đến khi mình lựa chọn giống như là sau khi thất bại 5-ASA còn tiếp mình sẽ kết hợp đánh cái azathioprine rồi họ xem xét thôi coi đáp ứng hay không, và sau đó mới họ mới quyết định được cái vấn đề thuốc sinh học. Nhân cái phần trả lời này thì chúng tôi cũng sẽ có một cái vấn đề, một số điểm mà cũng nhấn mạnh đến cái quan điểm điều trị. Thì chúng ta biết là cái quan điểm điều trị của từng quốc gia hoặc là từng vùng miền đó nó có những cái thay đổi tùy theo cái điều kiện kinh tế hoặc là cái quan điểm mà chúng ta đánh giá về cái tình trạng bệnh. Trước kia đó thì trong cái slide đầu tiên của bác sĩ Thư chúng ta thấy rằng là có những cái quan niệm cũ và quan niệm mới về cái nguyên tắc điều trị. Thì chúng ta thấy là nó có những cái trường hợp là trước kia đó người ta thấy cái bệnh dư suy là chúng ta đánh giá cái đáp ứng điều trị là chủ yếu là dựa vào lâm sàng thôi. Tức là khi bệnh nhân đang tiêu chảy rồi tiêu chảy máu mà chúng ta dùng thuốc điều trị mà thấy bệnh nhân bớt đau bụng, bớt cái tình trạng tiêu chảy, có đáp ứng mà bệnh nhân ổn định, không có triệu chứng thì ta xem nó là đáp ứng lâm sàng. Thì hầu như là trước kia người ta chỉ dừng ở mức đó thôi. Ta là giờ đang có triệu chứng mà giờ tôi chữa cho bệnh nhân lui bệnh, tức là giảm rồi không còn triệu chứng, tức là tôi đã đạt được cái mục tiêu. Nhưng mà cái mục tiêu đó người ta thấy rằng nó chỉ là một cái mục tiêu tạm thời thôi. Tại vì cái bệnh viêm ruột mãn tính ngày nay người ta quan niệm nó không có một cái hồi kết hoàn toàn. Tức là đây là một cái bệnh mà nó có thể là diễn tiến mãn tính và có những cái đợt bùng phát diễn tiến nặng. Và cái điều trị của chúng ta chủ yếu là chúng ta làm sao mà đưa bệnh nhân ở trạng thái đang hoạt động,
về ở trạng thái lui bệnh, tức là trạng thái mà không còn triệu chứng, ổn định, và nó giữ được cái mức độ này càng lâu dài càng tốt. Tức là sau khi đã lui bệnh rồi, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cái trạng thái lui bệnh nó ổn định lâu dài. Đó là cái mục tiêu chúng ta. Nhưng mà ngày nay người ta mới thấy rằng là vì khi mà chúng ta giảm cái điều trị, giảm bước điều trị đó, thì có thể bệnh nó sẽ có những cái lúc tái phát. Vì vậy mà càng nhiều lần tái phát á, thì cái tổn thương trên niêm mạc á, nó sẽ càng ngày càng nặng hơn. Và khi tổn thương cái niêm mạc thật sự rồi đó, thì cái sự hồi phục hoàn toàn trở lại nó sẽ rất là kém. Chính vì vậy mà cái mục tiêu mới bây giờ người ta điều trị đó là cái đáp ứng điều trị không phải là đáp ứng lâm sàng, mà phải là đáp ứng trên gì? Trên mô học. Tức là ta nội soi thấy nó đã giảm rồi, nhưng mà chưa chắc là nó giảm đâu. Tức là nhìn quan sát mắt thường chúng ta là thấy là nó bớt viêm, nhưng mà khi chúng ta sinh thiết nó vẫn còn cái quá trình hoạt động. Thì trong trường hợp đó chỉ có những cái thuốc mà tác dụng mà ức chế miễn dịch mạnh, như là thuốc kháng thuốc sinh học, thuốc kháng TNF v.v. thì nó mới có vai trò là ức chế mạnh để mà chúng ta đưa hoàn toàn trở về cái trạng thái ổn định ngay ban đầu. Và duy trì cái trạng thái mà lành niêm mạc á, là cái mục tiêu cuối cùng mà người ta muốn đạt được. Nó để chi? Để cho nó không tổn thương. Thế còn nếu mà bây giờ chúng ta giảm triệu chứng, giảm mức độ viêm, nhưng mà trên niêm mạc nó đã có những hình thành những cái polyp, hoặc là có sẹo, hoặc là túi thừa thứ phát xảy ra do cái quá trình viêm, thì cái đó là dĩ nhiên là trên cái nền sơ sẹo, chứ còn không phải là niêm mạc bình thường. Chính vì vậy mà cái quan điểm mới bây giờ đó là người ta tấn công ngay từ đầu. Tức là người ta phải gọi là điều trị gọi là phủ đầu trước bằng những cái thuốc mạnh nhà kháng TNF alpha. Do đó sau đó khi một duy trì một trạng thái ổn định lâu dài thì người ta mới chuyển sang một cái bước tiếp theo là duy trì, thì chúng ta mới là step down. À, hồi nãy chúng ta thấy là có một cái ngay cả dùng kháng sinh cũng vậy. Bây giờ người ta thấy là hồi xưa đó chúng ta hay là gì? Dùng kháng sinh nhẹ trước rồi không đỡ chúng ta mới tăng bậc lên, rồi hoặc là kết hợp lên. Nhưng mà thật ra khi chúng ta điều trị như vậy thì làm cho cái nhiễm trùng nó sẽ gì? Nó sẽ kéo dài và rất dễ có kháng thuốc. Còn bây giờ á, là người ta khuynh hướng nếu kháng sinh ta cho ngay từ đầu á, là phủ đầu giống như là dội bơm cho nó sang bằng hết tất cả mọi thứ. Sau đó là bắt đầu nó mới khôi phục lại ổn định và nó sẽ giữ ở trạng thái ổn định. À, do đó mà hai cái quan điểm khác nhau. Nhưng mà có một cái điều là cái thực tế ở Việt Nam cũng như là các nước châu Á, người ta vẫn duy trì cái quan niệm gọi là gì? Step up, tức là tôi đi từng bước nhẹ là dần dần mới lên cái thuốc mạnh hơn, là vì chúng ta gì? Điều kiện kinh tế. Tại vì các thuốc càng mạnh dĩ nhiên là cái chi phí nó sẽ càng cao. Do đó mà ngay cả bảo hiểm y tế chúng ta vẫn chưa chấp nhận cái chuyện mà chúng ta là phủ đầu bằng cái thuốc mạnh ngay từ đầu. Đó là hai cái quan điểm khác nhau. Và ở các nước Tây Âu thì bây giờ người ta chuộng cái theo cái hướng là set up, tức là đánh phủ đầu mạnh trước rồi sau đó duy trì bằng cái thuốc mà nó ổn định sao. Đó, do đó chúng ta muốn làm rõ hai cái khái niệm này, để đây cũng làm cái cơ bản cho những cái phần mà hướng dẫn điều trị của cái bệnh Crohn cũng như là một số những vấn đề khác. Chúng tôi cũng có một số cái câu hỏi của đồng nghiệp gửi lên. Xin hỏi bác sĩ Thư, nếu là bệnh nhân mà UC mà ở mức độ trung bình có viêm toàn bộ đại tràng thì mình có bắt đầu thuốc sinh học sớm hay không? Thì như là cái này là có thể cũng đã là có cái vấn đề là đã nêu cái lên rồi. Cái câu hỏi tiếp theo là vì sao không sàng lọc cái CMV và HSV trước khi điều trị? Tại sao chúng ta sàng lọc những cái HIV, lao, HBV nhưng mà không sàng lọc cái CMV? Tại cái nhiễm trùng nó là nhẹ hay sao, hay là có gì mà chúng ta chưa không bắt đầu lại? Cái CMV và cái HSV á, thì thường là bệnh nhân là nếu mà bệnh nhân rơi vào bệnh mãn tính á, thì nó cũng rất là dễ bị nhiễm, mình nhiễm này là nhiễm, nói đến nhiễm thôi. Còn cái vấn đề mà thứ nhất là mình sàng lọc trước á, mình cũng không có thuốc chủng ngừa cái CMV này. Thứ hai á, là mình đánh giá bệnh nhân có CMV không, đánh giá bệnh trong đánh giá nhiễm. Bệnh là khi mình nội soi đại tràng, nếu mình giờ lưu thiết thì mình phải nội soi đại tràng và mình
nhưng cuối cùng lại mơ mình thấy phải vừa mình mới quyết định điều trị nó. Còn nếu mà xét nghiệm máu thật sự rất là khó để quyết định điều trị, tại vì mình có hỏi một cái giáo sư bên Hàn Quốc á, thì lúc mình đi học á mình hỏi nếu mà trong cái điều kiện của Việt Nam mình nó chưa có phát hiện được á, thì em nhớ bên Đông Hoàng là có phát hiện bệnh cao đó. Thì để mình học vào cái đầu tháng 4 năm rồi thì họ nói là đều có định lượng cho cái sinh viên này trong 10 năm thì cũng không quyết định điều trị, ngoại trừ khi cái trở về trên đại tràng, trong chỉ trong mỗi sinh thuốc của đại tràng á mình mới điều trị, thành ra nên mình không có nên tầm soát cái này. Và tầm soát cái này thì thật sự cái tôi thấy một cái xét nghiệm định lượng này cũng hết từ hơn triệu mấy á, ra mình thấy cũng không có nên cần thiết. Có thể liên quan đến vấn đề này, chúng tôi cũng muốn nhắc nhở là chúng ta khi điều trị các cái thuốc và ức chế miễn dịch mạnh, không phải chỉ có kháng kháng TNF alpha không, mà ngay cả những cái thuốc mà corticoid mà nếu mà chúng ta phải sử dụng mà lâu dài đó, thì chúng ta cần phải lưu ý một số những cái nhiễm trùng mà có thể nó sẽ bộc phát khi mà chúng ta sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch. Mà cái mà chúng ta sợ nhất, thứ nhất là cái HIV, thứ hai là lao, và thứ ba là cái nhiễm CVB. Tại vì ba cái bệnh đó là những cái bệnh mà chúng ta có thể khởi động bằng cái điều trị dự phòng trước, để chúng ta nếu mà thế mà có cái nhiễm cái đó chúng ta có thể khởi động cái điều trị dự phòng để tránh cái bùng phát, và cái bùng phát của nó có thể xảy ra rất là nặng. Ngay cả tôi nói đơn giản nhất là cái nhiễm CVB đó, đã có những cái trường hợp mà trước đó chúng ta thấy là có mất HBsAg rồi, tức là bệnh viêm gan CVB là ổn rồi, nhưng mà chúng ta sử dụng các thuốc kháng TNF alpha một thời gian dài đó thì cái CVB nó sẽ bùng lên và nó gây ra viêm gan bùng phát và bệnh nhân có thể tử vong do suy gan cấp. Do đó những cái điều đó là chúng ta cần phải tầm soát trước. Còn đối với CMV thì thật sự đó, người ta xem nó như là một cái nhiễm trùng gọi là tình cờ trên cái nền của cái ruột của chúng ta hoặc là cơ thể. Tại vì có thể tình cờ một người rất là khỏe mạnh tự nhiên đi thử cái kháng thể CMV rồi thấy nó dương, thì cái đó không có nghĩa là chúng ta phải phải chữa đâu. Tại đó là một cái nhiễm trùng mà gần như là cơ hội mà nó có thể xảy ra rất là phổ biến, và cái nguy cơ mà nó bùng phát nó không phải là quá quá nặng, và chúng ta cũng không có, giống như bác sĩ Thư nói là chúng ta cũng không có biện pháp mà dự phòng ngay từ đầu. Do đó mà chúng ta vẫn theo dõi, phải có những cái ca nó dương tính nhưng mà điều trị nó không có bùng lên, nhưng mà cũng có những ca nó sẽ có bùng lên. Do đó thì chúng ta chỉ đặt ra cái vấn đề mà điều trị cái CMV là khi nào bệnh nhân có cái bằng chứng chính xác cái bùng phát của bệnh nhân là liên quan đến CMV, tức là ta điều trị mà thấy không đáp ứng với lại cái thuốc kháng sinh học, bệnh nhân đang chữa mà vẫn còn đau bụng, vẫn còn tiêu chảy ra máu vân vân, thì chúng ta phải, quan trọng nhất là phải đánh giá lại, và cái tiêu chí để chẩn đoán để điều trị là chúng ta phải sinh thiết thấy được cái thể vùi của cái con virus CMV trên cái niêm mạc của cái mô sinh thiết thì chúng ta mới có chỉ định điều trị. Còn nếu mà chúng ta thử máu tình cờ kháng thể mà dương tính thì nó cũng chưa chưa đủ mà cái bằng chứng để chúng ta phải điều trị, tại vì có những ca nó chỉ là một cái nhiễm trùng mà nó tình cờ nó xảy ra mà nó mức độ tiến triển nó không nhiều. Thì đó là những cái lưu ý mà chúng ta phải 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 thận trọng. Còn những cái bệnh mà chúng ta dự phòng trước được như là lao nè, HIV hoặc là kháng virus B thì chúng ta phải 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 sử dụng trước để mà chúng ta có thể phòng ngừa cái biến chứng. Có thể cũng có nhiều cái câu hỏi nữa, thì chúng tôi nhận rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này, thì một lát thì chúng ta có thể sẽ có một cái buổi cái phần thảo luận cuối cùng, thì để cho tiếp tục cái chương trình thì chúng tôi không để mất thời gian nhiều, chúng tôi xin chuyển sang cái phần thứ hai, bài báo cáo thứ hai là cái bài báo cáo cũng liên quan đến một cái thể bệnh khác của viêm ruột mãn tính, đó là cái bệnh Crohn. Thì chúng tôi xin mời thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Nguyễn Đăng Trọng ở khoa nội tiêu hóa bệnh viện Chợ Rẫy sẽ trình bày về những cập nhật hướng dẫn mới trong điều trị bệnh Crohn. Thì có thể sau cái phần này chúng ta nếu mà có những cái câu hỏi gì liên quan đến hai cái hướng dẫn này, chúng ta cũng có thể sẽ tiếp tục trở lại với những cái câu hỏi này, và chúng tôi sẽ trả lời tiếp thêm những cái câu hỏi mà các đồng nghiệp đã gửi lên. Xin mời bác sĩ Trọng. Xin mời bác sĩ Thư và Đơn Vệ. Cảm ơn thầy. Trong thời gian này thì cái phần tự test mà nãy chúng tôi đã phát ra đó, thì sẽ ban tổ chức sẽ có nhân viên sẽ đi thu hồi lại những cái pre-test này trong thời gian chúng ta nghe cái phần trình bày tiếp theo. Xin mời bác sĩ Trọng. Dạ, cảm ơn thầy. Kính thưa quý thầy cô, các anh chị cùng các bạn đồng nghiệp, thì hôm nay thực sự rất là vinh dự khi có mặt tại đây để tiếp tục đồng hành cùng chương trình đào tạo về IBD với chủ đề là cập nhật các hướng dẫn điều trị bệnh Crohn.
Như chúng ta đã biết, bệnh Crohn là một bệnh lý với biểu hiện rất đa dạng, trong đó tổn thương có thể xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trên đường tiêu hóa. Tổn thương trong bệnh Crohn có tính sinh thành, do đó bệnh nhân dễ xuất hiện những cái biến chứng như là chích hẹp, thủng, giò, áp xe, đòi hỏi phải phẫu thuật. Chính vì vậy mà việc điều trị bệnh Crohn có thể rất phức tạp, đòi hỏi cần phải có một cái quy trình điều trị chuẩn hóa để bệnh nhân được chăm sóc tốt hơn. Trong bối cảnh như vậy thì nhiều hướng dẫn đã ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh Crohn. Đây là bản tóm tắt những cái hướng dẫn trong ngăn trở lại đây của những cái hiệp hội tiêu hóa lớn trên thế giới điều trị bệnh Crohn. Trong hướng dẫn toàn cầu chúng ta có hướng dẫn của WGO và IRBD năm 2015. Tại khu vực Bắc Mỹ chúng ta có hướng dẫn của ACC năm 2018, của AGA năm 2017 và của Hội Tiêu hóa Canada năm 2019. Tại châu Âu chúng ta vừa có những cái hướng dẫn mới nhất của ECHO, của British và của NICE năm 2019. Và cuối cùng là tại khu vực châu Á Thái Bình Dương của chúng ta thì chúng ta có cái đồng thuận châu Á Thái Bình Dương năm 2016. Do có nhiều hướng dẫn như vậy nên khó tránh khỏi có sự trùng lắp giữa các hướng dẫn. Chính vì vậy mà trong phần trình bày ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ đưa ra một số những hướng dẫn có tính đại diện cho từng khu vực để trao đổi cùng các anh chị. Như vậy thì những cái hướng dẫn ở đây có gì khác so với trước? Thì ở đây chúng tôi có 4 vấn đề chính sẽ trao đổi cùng các anh chị. Thứ nhất là chúng ta có những hướng dẫn về mức độ nặng của bệnh. Thứ hai là chúng ta có những cái cách mục tiêu điều trị mới. Và thứ ba là chúng ta có cái cách theo dõi điều trị. Và cuối cùng là việc tiếp cận điều trị bệnh Crohn thì đang ngày càng trở nên đa dạng hơn trong bối cảnh mà chúng ta đang có trong tay nhiều cái thuốc để lựa chọn cho bệnh nhân. Chúng ta đến với phần đầu tiên, đó là định nghĩa mới về mức độ nặng của bệnh. Thì trước đây người ta đánh giá mức độ nặng của bệnh chỉ đơn thuần dựa vào triệu chứng với công cụ thường được sử dụng là điểm CDAI. Điểm CDAI là từ 150 đến 220 là mức độ nhẹ, từ 220 đến 150 là mức độ trung bình, còn trên 450 là mức độ nặng. Tuy nhiên, quan điểm mới ngày nay thì để đánh giá mức độ nặng của bệnh còn cần bao gồm cả nội soi. Những bệnh nhân có vết sâu trong nội soi hoặc là những bệnh nhân có các điểm số trong nội soi cao thì cần được xếp vào nhóm nặng. Và cuối cùng là chúng ta cần phải cân nhắc đến các yếu tố tiên lượng. Những yếu tố tiên lượng xấu hay là những yếu tố mà dự báo bệnh nhân sẽ xuất hiện các biến cố gây tàn tật ở bệnh nhân bị Crohn, bao gồm thứ nhất là bệnh thuộc phát rất trẻ, thứ hai là tổn thương ruột lao rộng, thứ ba là tổn thương hình tràng, thứ tư là bệnh nhân có tổn thương gan hậu môn hoặc bệnh lý trực tràng nặng, và cuối cùng là những bệnh nhân có kiểu hình xuyên thấu hoặc chích hẹp tại thời điểm chẩn đoán. Một điểm mà chúng ta cần lưu ý là bệnh nhân càng có những yếu tố nguy cơ thì tiên lượng của bệnh nhân càng xấu. Để làm rõ những điều này thì chúng ta xem qua nghiên cứu của Dozier năm 2006. Đây là một nghiên cứu trên 1.000 bệnh nhân bệnh Crohn được theo dõi trong thời gian 5 năm. Qua nghiên cứu này thì tác giả đã xác định được hai yếu tố nguy cơ gây tàn tật ở bệnh nhân bệnh Crohn, bao gồm thuốc là tuổi dưới 40, thứ hai là tổn thương gan hậu môn và thứ ba là có sử dụng steroid cho đợt bùng phát đầu tiên. Điều đáng nói ở đây là dựa vào cái số lượng yếu tố nguy cơ mà tác giả đã tính được cái giá trị tiên đoán dương của cái biến cố gây tàn tật ở bệnh nhân bệnh Crohn. Ở đây là không yếu tố nguy cơ, một yếu tố nguy cơ, hai yếu tố nguy cơ và ba yếu tố nguy cơ. Một điểm mà chúng ta cần lưu ý là bệnh nhân chỉ cần có từ hai yếu tố nguy cơ trở lên là bệnh nhân có trên 90% khả năng xuất hiện cái biến cố gây tàn tật. Chúng ta đến với phần thứ hai, đó là mục tiêu điều trị. Thì trước năm 2015 thì mục tiêu điều trị làm thế nào để bệnh nhân hết triệu chứng và đưa về nuôi bệnh trên lâm sàng. Như trong hướng dẫn của ACC năm 2009, mục tiêu điều trị là hết triệu chứng lâm sàng, nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, giảm thiểu các tác dụng phụ do thuốc và các biến chứng dài hạn. Hướng dẫn của ECHO năm 2010 cũng nêu rõ mục tiêu điều trị là nuôi bệnh lâm sàng. Từ sau năm 2015 thì mục tiêu điều trị không còn dừng lại ở triệu chứng lâm sàng nữa. Như trong hướng dẫn của The Span Committee, mục tiêu điều trị bệnh Crohn bao gồm là những bệnh lâm sàng kết hợp với lưu bệnh trong nội soi. Nếu bệnh lâm sàng là bệnh nhân hết đau bụng và số lần đi tiêu là bình thường, còn lưu bệnh trong nội soi nghĩa là bệnh nhân lành lết. Những cái hướng dẫn sau đó của các hiệp hội tiêu hóa lớn trên thế giới cũng thống nhất điều này. Như trong đồng thuận châu Á Thái Bình Dương năm 2016 có đoạn kiểm soát triệu chứng là quan trọng, nhưng lưu bệnh trong lâm sàng là không đủ, ngành niêm mạc đang dần trở nên là một mục tiêu điều trị quan trọng. Hoặc như trong hướng dẫn của OCC năm 2018, như đó là những mạc trên nội soi là một mục tiêu điều trị. Như vậy thì chúng ta có thể thấy mục tiêu điều trị bệnh Crohn đang có sự thay đổi, và hiện tại thì chúng ta đang dừng lại ở đây, tức là dừng làm niêm mạc hay là lưu bệnh trên nội soi. Trong tương lai khi mà chúng ta có trong tay càng nhiều cái thuốc để điều trị cho bệnh nhân hơn thì mục tiêu điều trị có thể sẽ tiếp tục thay đổi nữa và hướng đến cái đích cuối cùng là làm thế nào để thay đổi được cái diễn tiến tự nhiên của bệnh. Chúng ta đến với phần thứ ba, đó là cách theo dõi điều trị. Thì theo quan điểm cũ thì người ta theo dõi điều trị dựa trên triệu chứng lâm sàng.
Tuy nhiên những cái nghiên cứu sau đó cho thấy là cái triệu chứng lâm sàng thường không có tương quan với cái hoạt tính dung trên nội soi. Chính vì vậy mà theo quan điểm mới ngày nay thì các hướng dẫn khuyến cáo chúng ta bên cạnh triệu chứng lâm sàng chúng ta cần phải dựa trên những công cụ khách quan để theo dõi điều trị như là sơ đồ B, can thiệp tim phân, nội soi hoặc là đại học. Để làm rõ hơn điều này thì chúng ta xem qua cái nghiên cứu CAM. Đây là cái nghiên cứu đầu tiên mà đánh giá hiệu quả của theo dõi điều trị lên kết cực lâm sàng. Đây là nghiên cứu nội nhân nhãn mở đa trung tâm trên 244 bệnh nhân, trong đó được nhóm được theo dõi điều trị dựa trên sự phối hợp giữa triệu chứng lâm sàng và các đau mặt cơ bao gồm CRP và can thiệp tim phân. Còn một nhóm thì được theo dõi điều trị dựa trên đơn thuần chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng. Thì bệnh nhân được theo dõi mỗi 12 tuần. Với cái kết cực lâm sàng là lưu bệnh trên bệnh soi được định nghĩa là điểm CDAS dưới 4 tại tuần lễ thứ 48. Thì kết quả của nghiên cứu cho thấy tại tuần lễ thứ 48 thì tỷ lệ mà lưu bệnh lâm mạc ở nhóm mà theo dõi điều trị dựa trên sự phối hợp giữa chứng lâm sàng và các đơn cơ là 46% và cao hơn có nghĩa thống kê so với nhóm chỉ theo dõi đơn thuần dựa vào triệu chứng lâm sàng. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải phối hợp giữa triệu chứng lâm sàng và các công cụ khách quan để mà theo dõi điều trị để bệnh nhân đạt được cái kết cục lâm sàng tốt hơn. Chúng ta đến với phần cuối cùng, đó là việc tiếp cận điều trị bệnh Crohn. Cho đến ngày nay thì các hướng dẫn đều thống nhất là chúng ta lựa chọn cái thuốc điều trị bệnh Crohn dựa vào thứ nhất là vị trí tổn thương, thứ hai là hoạt tính bệnh, thứ ba là mức độ nặng của bệnh, thứ tư là những cái thuốc điều trị trước đó, cuối cùng là biến chứng mà bệnh nhân đang có. Để điều trị bệnh Crohn mức độ nhẹ đến trung bình và nguy cơ thấp, bàn về cái vai trò của nhóm 5-ASA thì các hướng dẫn đều thống nhất là chúng ta không nên sử dụng mesalamin hay là mesalazine trong điều trị bệnh Crohn do không có bằng chứng về hiệu quả điều trị. Ngược lại, một cái thuốc mà các bác sĩ tiêu hóa chúng ta ngày nay rất ít sử dụng do hạn chế mà do lo ngại về vấn đề tác dụng phụ đó là sulfasalazine thì lại cho thấy hiệu quả trong điều trị triệu chứng ở bệnh nhân bệnh Crohn đại tràng mức độ nhẹ đến trung bình. Một cái thuốc khác cũng có hiệu quả trong điều trị bệnh Crohn mức độ nhẹ đến trung bình đó là budesonide. Thì các hướng dẫn đều thống nhất là budesonide có hiệu quả trong điều trị triệu chứng ở bệnh nhân bệnh Crohn giới hạn ở hồi tràng hoặc là đại tràng phải. Vậy thì để tóm lại phần này và áp dụng trên lâm sàng thì để điều trị bệnh Crohn mức độ nhẹ đến trung bình và nguy cơ thấp thì chúng ta có hai lựa chọn. Thứ nhất là sulfasalazine trong trường hợp bệnh Crohn giới hạn ở đại tràng và thứ hai là budesonide trong trường hợp bệnh Crohn giới hạn ở hồi tràng hoặc đại tràng phải. Và điều chúng ta cần phải nhấn mạnh là hai thuốc này chỉ có hiệu quả trong điều trị chính mà không có hiệu quả trong làm lành niêm mạc. Để điều trị bệnh Crohn mức độ trung bình đến nặng thì về mặt truyền thống thì chúng ta vẫn hay sử dụng corticoid. Và cho đến ngày nay thì các hướng dẫn cũng thống nhất là corticoid có hiệu quả trong điều trị triệu chứng ở bệnh nhân bệnh Crohn mức độ trung bình đến nặng. Một điểm chúng ta cần nhấn mạnh là cái hiệu quả lưu bệnh trên nội soi của corticoid là không hạn định. Hay nói cách khác là nó không có khả năng điều trị lưu bệnh trên nội soi. Vai trò của các thuốc điều hòa miễn dịch như là theobromin và methotrexate thì do hai thuốc này cái thời gian tác dụng của nó rất chậm, cần thời gian gần 3 tháng để có hiệu quả, do đó không sử dụng trong điều trị tấn công ở bệnh nhân bệnh Crohn. Ngược lại thì các hướng dẫn thống nhất là các thuốc điều hòa miễn dịch có hiệu quả trong điều trị duy trì ở bệnh nhân bệnh Crohn, đặc biệt là những bệnh nhân lệ thuộc corticoid. Và chúng ta ưu tiên là sử dụng một nhóm theobromin là thuốc ưu tiên hàng một. Còn methotrexate thì chúng ta nên sử dụng trong trường hợp mà bệnh nhân không dung nạp với nhóm theobromin. Thì để tóm lại phần này là để điều trị bệnh Crohn độ trung bình đến nặng thì chúng ta có thể sử dụng corticoid đường uống với liều tương đương với prednisolone từ 40 đến 60mg một ngày. Và chúng ta điều trị duy trì ưu tiên với nhóm theobromin. Methotrexate chúng ta chỉ sử dụng trong trường hợp bệnh nhân không dung nạp với nhóm theobromin. Và một điểm chúng ta cần lưu ý là methotrexate chúng ta sử dụng liều từ 15 đến 25mg một tuần và sử dụng đường tiêm chứ không phải đường uống. Chúng ta nói đến một nhóm thuốc khác đó là nhóm thuốc sinh học. Những năm qua cùng với sự ra đời và phát triển các thuốc sinh học thì việc điều trị bệnh Crohn đã đạt được những bước tiến rất đáng kể. Đầu tiên mình xin nói về nhóm thuốc anti-tê mới. Thì bàn về cái hiệu quả của nhóm thuốc này thì các hướng dẫn đều thống nhất khuyến cáo chúng ta sử dụng nhóm anti-tê nếp trong trường hợp bệnh Crohn độ trung bình nặng mà đã thất bại với điều trị truyền thống hay nói cách khác những bệnh nhân mà đề kháng với corticoid. Một vấn đề thứ hai đó là vấn đề phối hợp thuốc. Thì các hướng dẫn khuyến cáo chúng ta phối hợp thuốc giữa infliximab và nhóm theobromin để tăng hiệu quả điều trị. Ngược lại là không phối hợp giữa adalimumab và nhóm theobromin. Sau đây thì tôi xin đề cập đến một số cái nghiên cứu quan trọng của nhóm anti-TNF trong điều trị bệnh Crohn.
Đây là những cái nghiên cứu rất là quan trọng để góp phần đưa những cái nhóm thuốc này vào trong các khuyến cáo. Đầu tiên là cái nghiên cứu đánh giá hiệu quả và tính an toàn của nhóm anti-TNF trong điều trị tấn công ở bệnh nhân bị Crohn, thể hiện qua nghiên cứu của Tạc Giang năm 1997 và nghiên cứu Classic 1 năm 2006. Về kết quả nghiên cứu cho thấy tại tuần lễ thứ tư, tỷ lệ lưu bệnh nhân sàng ở nhóm sử dụng infusimab là 33%, cao hơn có những thống kê so với nhóm sử dụng đơn dược. Chúng ta cũng có kết quả tương tự đối với nghiên cứu Classic 1. Tại tuần lễ thứ tư, tỷ lệ lưu bệnh nhân sàng ở nhóm sử dụng adalimumab là 36%, cao hơn có những thống kê so với đơn dược. Một điểm từ nghiên cứu này, một điểm chúng ta cần giải thích cho bệnh nhân đó là trường nhóm anti-TNF có thể nói là một trong những nhóm thuốc mà có hiệu quả nhất trong điều trị bệnh Crohn trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. Tuy nhiên, cái tỷ lệ mà bệnh nhân lưu bệnh lâm sàng được định nghĩa là điểm CDAI dưới 150, nó nói ngon ngang nghĩa là bệnh nhân hết triệu chứng thì chỉ đạt được ở 1/3 số bệnh nhân thôi. Hiệu quả và tính an toàn của nhóm anti-TNF trong điều trị duy trì ở bệnh nhân bị Crohn thì được thể hiện qua nghiên cứu Action 1 và nghiên cứu Chang. Kết quả của nghiên cứu Action 1 cho thấy tại tuần lễ thứ 30, tỷ lệ mà duy trì được lưu bệnh lâm sàng ở nhóm sử dụng infusimab là 39%, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với giả dược. Chúng ta có kết quả tương tự đối với nghiên cứu Chang. Tại tuần lễ thứ 26, tỷ lệ mà lưu bệnh lâm sàng ở nhóm sử dụng adalimumab là 40% và cao hơn có ý nghĩa thống kê so với giả dược. Theo cách khác là nhóm anti-TNF thì có hiệu quả trong điều trị duy trì ở bệnh nhân bệnh Crohn. Kế đến thì tôi muốn nói đến nghiên cứu SWIFT. Đây là cái nghiên cứu đánh giá cái hiệu quả duy trì lưu bệnh lâm sàng và làm lành niêm mạc của việc phối hợp thuốc giữa infusimab và azathioprine. Thì kết quả của nghiên cứu SWIFT cho thấy nhóm là bệnh nhân sử dụng phối hợp thuốc giữa infusimab và azathioprine có tỷ lệ mà lưu bệnh trên lâm sàng và làm lành niêm mạc cao hơn có những thống kê so với việc sử dụng từng thuốc liên mạch. Chính vì vậy mà có hướng dẫn khuyến cáo chúng ta phối hợp giữa infusimab và azathioprine để tăng hiệu quả điều trị. Ngược lại thì bàn về cái việc phối hợp thuốc giữa adalimumab và azathioprine thì chúng ta thử xem qua về nghiên cứu Diamond. Đây là một nghiên cứu nữ nhãn nổi đa trung tâm trên 167 bệnh nhân bệnh Crohn hoạt động. Bệnh nhân được chia làm hai nhóm, một nhóm sử dụng adalimumab đơn độc, một nhóm sử dụng adalimumab phối hợp với azathioprine. Thì kết quả nghiên cứu này cho thấy tại tuần lễ thứ 26, tỷ lệ lưu bệnh lâm sàng ở nhóm sử dụng adalimumab là 71.8%, thậm chí còn cao hơn cái nhóm sử dụng phối hợp thuốc. Chính vì vậy mà các hướng dẫn khuyến cáo chúng ta không phối hợp hai nhóm thuốc này với nhau. Như vậy thì để tóm lại cái phần này thì để điều trị bệnh Crohn mức độ trung bình đến nặng mà đã thất bại với corticoid thì chúng ta có hai lựa chọn, một là infusimab ưu tiên là phối hợp với tiopurin hoặc là chúng ta sử dụng adalimumab đơn độc. Chúng ta nói đến cái nhóm thuốc sinh học thứ hai, đó là nhóm anti-integrin với cái thuốc đại diện là vedolizumab. Đây là cái thuốc sinh học đầu tiên tác dụng cho một bài ruột. Thuốc ức chế cụ thể là integrin alpha 4 beta 7 trên tế bào lympho, từ đó ngăn cản sự di chuyển của tế bào lympho từ máu đến ruột. Thì bàn về cái vai trò của nhóm thuốc này trong điều trị bệnh Crohn thì có hướng dẫn về thống nhất khuyến cáo sử dụng nhóm vedolizumab trong trường hợp bệnh nhân đã từng thất bại với điều trị truyền thống, tức là bệnh nhân đề kháng với corticoid và hoặc bệnh nhân thất bại với nhóm anti-TNF. Hiệu quả và tính an toàn của vedolizumab thì được thể hiện qua nghiên cứu Germany 2. Nghiên cứu này gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là đánh giá hiệu quả của vedolizumab trong điều trị tấn công so với giả dược với kết cục lâm sàng là lưu bệnh tại tuần lễ thứ 6. Giai đoạn 2 là những bệnh nhân mà đã đáp ứng lâm sàng tại tuần lễ thứ 6 sẽ được phân phối ngẫu nhiên thành 3 nhóm, một nhóm sử dụng giả dược và một nhóm sử dụng vedolizumab trên tuyến mạch mỗi 4 tuần hoặc 8 tuần. Thì kết quả nghiên cứu cho thấy tại tuần lễ thứ 6, tỷ lệ mà lưu bệnh lâm sàng ở nhóm sử dụng vedolizumab là 14.5%, cao hơn có những thống kê so với giả dược. Một điểm mà chúng ta cần lưu ý là trong cái con số nghiên cứu trong nghiên cứu Gemini 2 là có tới 63.8% bệnh nhân đã từng thất bại với nhóm anti-TNF. Đây chính là cái cơ sở để mà các hướng dẫn khuyến cáo chúng ta sử dụng với vedolizumab trong trường hợp bệnh nhân đã từng thất bại với nhóm anti-TNF. Về hiệu quả của vedolizumab trong điều trị duy trì ở bệnh nhân bệnh Crohn thì tại tuần lễ thứ 52, tỷ lệ mà duy trì được lưu bệnh lâm sàng ở nhóm sử dụng vedolizumab là 39%, cao hơn có những thống kê so với giả dược. Hay nói cách khác là vedolizumab có hiệu quả trong điều trị duy trì ở bệnh nhân bệnh Crohn. Chúng ta nói đến nhóm thuốc sinh học cuối cùng, đó là nhóm anti-interleukin 12-23 với cái thuốc đại diện là ustekinumab.
Thì bàn về cái vai trò của nhóm thuốc này trong điều trị bệnh Crohn thì các hướng dẫn đều thống nhất khuyến cáo chúng ta sử dụng ustekinumab trong trường hợp bệnh nhân bệnh Crohn mức độ trung bình đến nặng, không đáp ứng với điều trị truyền thống và hoặc là không đáp ứng với nhóm anti-TNF. Thì cái hiệu quả và tính an toàn của ustekinumab trong điều trị bệnh Crohn thì được thể hiện qua nghiên cứu Unity 1 và nghiên cứu Unity 2. Thì hai cái nghiên cứu này có thiết kế rất là giống nhau. Tuy nhiên nghiên cứu Unity 1 thì đưa vào nghiên cứu nhóm bệnh nhân đã từng thất bại hoặc không dung nạp với nhóm anti-TNF. Còn nghiên cứu Unity 2 thì đưa vào một số nghiên cứu là những bệnh nhân chưa từng sử dụng nhóm anti-TNF. Thì kết quả nghiên cứu cho thấy tại tuần lễ thứ 8, tỷ lệ mà lưu bệnh lâm sàng ở nhóm sử dụng Bevacizumab trong cả hai nghiên cứu Unity 1 và Unity 2 đều cao hơn có nửa thống kê so với giả dự. Một điểm mà chúng ta cần lưu ý là ở nhóm đã từng thất bại với anti-TNF thì tỷ lệ lưu bệnh lâm sàng là khoảng 20%. Còn ở nhóm mà chưa từng sử dụng với anti-TNF thì tỷ lệ lưu bệnh lâm sàng lên tới 40%. Thì điều này nói lên một cái điểm là những bệnh nhân nào đã từng thất bại với một cái thuốc sinh học thì thường kém đáp ứng với những thuốc sinh học khác. Tại tuần lễ thứ 44 thì tỷ lệ mà duy trì được lưu bệnh lâm sàng ở nhóm sử dụng ustekinumab là 53%, cao hơn có những thống kê so với giả dược. Hay nói cách khác là ustekinumab có hiệu quả trong điều trị duy trì ở bệnh nhân bệnh Crohn. Vậy thì để tóm lại phần này, để điều trị bệnh Crohn mức độ trung bình nặng và đã thất bại với corticoid và hoặc nhóm anti-TNF thì chúng ta có hai lựa chọn, một là vedolizumab, hai là ustekinumab với cái liều như trên bảng. Như vậy thì để tóm lại các hướng dẫn về điều trị bệnh Crohn thì cho đến ngày nay các hướng dẫn khuyến cáo chúng ta khởi đầu điều trị với corticoid trong trường hợp bệnh nhân bệnh Crohn mức độ trung bình đến nặng. Nếu là bệnh nhân lệ thuộc corticoid, chúng ta bổ sung vào các thuốc điều hành dịch. Nếu là bệnh nhân đề kháng hoặc bệnh nhân thất bại với corticoid thì chúng ta sử dụng nhóm thuốc sinh học và ưu tiên khởi động đầu ngay là nhóm anti-TNF. Hay nói cách khác là cái hướng dẫn tiếp cận điều trị bệnh Crohn theo hướng là step up. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng thì đôi khi các chuyên gia về IBD thì người ta sẽ khởi động sớm những thuốc sinh học ngay từ đầu cho những bệnh nhân nguy cơ cao để mà ngăn ngừa các biến chứng. Hay nói cách khác là một số trường hợp các chuyên gia IBD sẽ sử dụng chiến lược học top down. Như vậy thì tại sao những cái hướng dẫn không đề cập tới cái chiến lược này? Thì đây là giới hạn của các hướng dẫn. Các hướng dẫn ngày nay thì được xây dựng chủ yếu dựa trên các nghiên cứu RCT. Tuy nhiên hầu hết các nghiên cứu RCT thì đánh giá hiệu quả điều trị của thuốc đều lấy kết cực đó là lưu bệnh hoặc đáp ứng trên lâm sàng. Chúng ta vừa xem qua những nghiên cứu của Tạch Gan, nghiên cứu Classic 1, nghiên cứu Unity thì chúng ta thấy rằng các kết cực lâm sàng của người ta đề cập đến đó là đáp ứng lâm sàng hoặc là lưu bệnh trên lâm sàng. Mà thứ như những nghiên cứu về việc sử dụng sớm các thuốc sinh học tung vào việc ngăn chặn các biến chứng hoặc là thay đổi những tiến bệnh. Thì để tóm lại phần trình bày này thì với những cái hướng dẫn vừa mới cập nhật thì chúng ta có những cái điểm mới, đó là chúng ta có định nghĩa mới về mức độ nặng của bệnh, chúng ta có sự thay đổi trong mục tiêu điều trị cũng như cách theo dõi điều trị, chú ý hơn vào cái yếu tố khách quan và không chỉ đơn thuần dựa vào triệu chứng. Tuy nhiên các hướng dẫn cũng có hạn chế, đó là việc tiếp cận điều trị bệnh Crohn mức độ trung bình nặng thì theo hướng step up do thiếu đi những cái nghiên cứu về việc sử dụng sớm các thuốc sinh học. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn bác sĩ Huỳnh Nguyễn Đăng Trọng đã cho một cái phần hướng dẫn cũng rất là ngắn gọn và dễ hiểu để chúng ta có thể tiếp cận một cái vấn đề điều trị cái bệnh Crohn. Xin mời bác sĩ Trọng đến bàn chủ tọa để chúng ta tham gia cái phần thảo luận cho cái chủ đề thứ hai. Để mà tóm lại một vài cái thông tin liên quan cái bệnh Crohn, giống như cái phần trình bày của bác sĩ Trọng thì chúng tôi sẽ có một vài cái điểm nhấn như sau. Chúng ta thấy rằng là rõ ràng là trong cái tiếp cận điều trị cái bệnh Crohn đó, nó có hơi khác cái lại cái bệnh viêm loét đại tràng. Thì cái vấn đề khác đó đó, nó xuất phát, chúng ta phải hiểu là xuất phát từ cái bản chất của bệnh. Tại vì cái bệnh UC tức là viêm loét đại tràng đó, thì cái tổn thương của nó là cái tổn thương nông, nó chỉ nằm ở cái niêm mạc thôi. Và cái niêm mạc đó đó nó bị viêm và nó có thể mà hơi lấn xuống chút xíu là lớp dưới niêm và nó gây ra xuất huyết. Do đó mà cái lớp mà tổn thương nông. Chính vì vậy mà chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc mà kháng viêm tại chỗ, tức là chúng ta uống mesalazine hoặc là những cái thuốc mà corticoid tại chỗ vân, thì nó đáp ứng rất là hiệu quả trong giai đoạn đầu cho những cái thể nhẹ. Còn những cái thể mà nặng thì chúng ta phải sử dụng corticoid truyền tĩnh mạch hoặc là những cái thuốc kháng thuốc sinh học, thuốc kháng TNF vân vân.
Đó là cái bản chất của bệnh. Còn cái bệnh Crohn á, cái tổn thương của nó là một cái tổn thương xuyên thành, tức là nó bị lớp niêm mạc rồi tiếp tục ăn sâu xuống tới lớp dưới niêm, rồi lớp cơ, rồi tới thanh mạc. Do đó nó sẽ gây ra cái, những cái biến chứng như là thủng rò hoặc là hẹp vân vân. Như vậy cái tổn thương là tổn thương sâu và có vẻ là cái nó để lại rất nhiều những cái biến chứng nặng. Chính vì vậy mà những cái thuốc mà điều trị tại chỗ là cái mesalazine là uống thì hầu như là cái hiệu quả nó không đạt được, tại vì cái tổn thương nó là không phải nó chỉ tác dụng ở cái bề mặt thôi và nó không có ảnh hưởng đến suốt cái chiều dày của cái thành ruột đó. Do đó cái điểm khác biệt là chúng ta phải hiểu được cái sự khác biệt này để chúng ta mới biết đưa ra cái chiến lược điều trị. Do đó với lại cái bệnh như vậy thì cái bệnh Crohn đó thì cái vai trò của mesalazine hầu như là không có rõ ràng nữa. Hầu như bây giờ trước kia thì vì không có thuốc người ta vẫn chữa, nhưng mà sau này người ta thấy rằng là chữa cái đem lại cái hiệu quả nó không có như mong đợi và kéo dài thời gian điều trị. Riêng chỉ có một cái thuốc là cái sulfasalazine á, thì chúng ta biết đây là một cũng bản chất nó cũng là cái thuốc dạng mà salicylate, nhưng mà nó dạng kết hợp với lại một cái dạng kháng sinh là sulfamid. Thì nhờ có cái hiệu quả của kháng sinh nó đạt được một cái hiệu quả kiểm soát được cái viêm tại chỗ. Do đó mà nhưng mà cái vai trò nó chỉ ở những cái dạng mà Crohn nhẹ thôi, chứ còn mà nếu mà dạng nặng thì chúng ta hầu như là cũng không có đạt được hiệu quả. Như vậy thì cái điều trị cái bệnh Crohn thì cái tiếp cận của nó là: một là phải sử dụng corticoid, hai là chúng ta phải sử dụng những thuốc kháng sinh học. Cái chuyện này là đó là một cái rõ ràng rồi, và cái vai trò của mesalazine không có đáp ứng nhỏ rõ. Và về cái hướng điều trị thì nó cũng đã chia theo từng cái bao giờ điều trị, chúng ta cũng phải lưu ý là phải đánh giá cái mức độ nặng của bệnh để chúng ta có những cái phác đồ cho tùy theo từng cái cá thể rất khác nhau, chứ nó không có phác đồ chung. Tùy theo mức độ nhẹ, nặng, trung bình mà chúng ta có những cái cách điều trị. Còn cái chiến lược điều trị như thế nào thì là người ta phải dựa vào nghiên cứu để mà chúng ta có thể đưa ra một số những cái hướng dẫn. Không biết là dưới khán phòng chúng ta có những câu hỏi nào của đồng nghiệp gửi lên để chúng tôi xin trả lời. Câu hỏi thứ nhất là dành cho bác sĩ Trọng, đó là: bệnh nhân yếu tố nguy cơ cao như thế nào thì có thể sử dụng cái chiến lược early top down, và có nên sử dụng cái ustekinumab sớm cho bệnh nhân bệnh Crohn trung bình nặng hay không? Dạ em xin cảm ơn sự câu hỏi của chị đồng nghiệp. Thì đối với cái trường hợp mà bệnh Crohn mức độ trung bình đến nặng và có yếu tố nguy cơ cao, thì yếu tố nguy cơ cao là yếu tố nguy cơ cao của cái gì? Yếu tố nguy cơ cao của cái việc xuất hiện những cái biến cố gây tàn tật dẫn đến cái việc như là giò chích hẹp, thủng áp xe. Thì những cái yếu tố nguy cơ thì tôi vừa trình bày ở phần trình bày nãy, thì bao gồm thứ nhất là bệnh nhân tuổi trẻ dưới 30 tuổi, những bệnh nhân mà có tổn thương ruột kéo dài trên 100 cm, những bệnh nhân có tổn thương ở hội tràng, những bệnh nhân có tổn thương ở quanh hậu môn hoặc là cái bệnh lý trực tràng nặng, và cuối cùng là những bệnh nhân mà ngay từ đầu đã có kiểu hình xuyên thấu hoặc chích hẹp. Thì những bệnh nhân đó thì chúng ta có thể sử dụng chiến lược top down ngay từ đầu. Rồi câu hỏi thứ hai là chúng ta có nên sử dụng ustekinumab sớm cho bệnh nhân bệnh Crohn trung bình nặng hay không? Thì về mặt cái hướng dẫn tại Mỹ và châu Âu thì người ta đưa vào là trong trường hợp là bệnh nhân bệnh Crohn mức độ trung bình nặng mà đã thất bại với điều trị truyền thống thì chúng ta không cần sử dụng nhóm antocyanin, mà chúng ta có thể sử dụng ustekinumab ngay từ đầu. Tuy nhiên tại Việt Nam thì cái ustekinumab chưa được đăng ký trong điều trị bệnh Crohn, thì do đó chúng ta không sử dụng nhóm thuốc này trong điều trị bệnh Crohn. Em xin hết. Chúng ta lưu ý rằng là vấn đề điều trị á, nó còn lệ thuộc rất nhiều cái yếu tố, mà cái tình hình của Việt Nam chúng ta nó lại có một cái tình hình chúng ta có thể là đi chậm hơn ở thế giới một cái thời gian khá lâu. Là chúng ta biết là nhiều khi những cái thuốc mà ở nước ngoài người ta sử dụng rất là phổ biến, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta chưa có lưu hành và chưa có những cái số đăng ký hay là những cái giấy phép, do đó chúng ta chưa có. Giống như hồi nãy chúng tôi, thật ra hôm nay chúng tôi vẫn muốn đưa ra hai cái khái niệm, là hồi nãy chúng tôi đã đề cập là cái step up và step down, tức là điều trị tăng dần cái bậc lên, tức là điều trị từ thuốc nhẹ mà tăng dần lên cái thuốc mà mạnh mắc tiền, thì đó là cái chiến lược chung của các nước nghèo, nói thẳng là như vậy, và chúng ta đang đi theo cái chiều hướng đó.
và Bộ Y tế và cái Bảo hiểm Y tế chúng ta vẫn chi trả theo cái hướng này thôi, chứ còn chúng ta không có chi trả theo cái step down, tức là không có phủ đầu liền bằng những cái điều trị mà mạnh ngay từ đầu. Tại vì thật ra gì, nó xuất phát từ rất nhiều những cái vấn đề kinh tế y tế, và nó tùy theo từng đối tượng, và nói chung cái đường hướng chung của các nước châu Á là người ta vẫn đi từng bậc thang lên từ từ, vì liên quan đến kinh tế. Còn ở các nước mà có điều kiện thì chúng ta, người ta có thể sử dụng ngay những cái thuốc mà mạnh ngay từ đầu. Và áp dụng ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là nếu như những bệnh nhân nào mà họ có cái khả năng mà họ tự chi trả mà đúng cái chỉ định thì người ta vẫn có thể áp dụng cái thuốc mà kháng sinh học ngay từ đầu. Để chúng ta phải có nhiều cái căn cứ và nhiều cái phương thức điều trị khác nhau. Tức là nếu đi chung theo cái hướng chung, theo cái chi trả, theo của bảo hiểm hoặc là theo cái hướng dẫn thì chúng ta vẫn có tuân thủ theo đúng theo cái quy định. Tại đó là cái luật pháp mà chúng ta hiện tại chúng ta có những cái hướng dẫn của Bộ Y tế ở cái giai đoạn này là nó như vậy thì chúng ta phải tuân thủ. Còn dĩ nhiên có những cái điều kiện, những bệnh nhân nào mà họ có cái điều kiện mà kinh tế, mà ví dụ nếu không chữa đây họ qua Singapore họ chữa cũng vậy thôi, thì bây giờ thì chúng ta phải vẫn có những cái phương án để dành cho những người họ có cái khả năng và nó không lệ thuộc vào những cái chi trả gọi là theo cái quy định, thì chúng ta vẫn có thể chữa. Chứ còn đừng có nói là bây giờ có lẽ giờ tôi có tiền mà bây giờ tôi phải đi theo từng cái bước đó mà nó sẽ không có đạt được cái hiệu quả mà người ta mong đợi. Tại vì ta thấy rằng là nếu như mà mình khống chế liền cái mức độ viêm thì là cái niêm mạc nó sẽ không bị tổn thương và nó giữ vững được cái mức độ ổn đó, thì như vậy thì cái niêm mạc họ trở lại như trạng thái bình thường. Còn khi mà chúng ta để lành viêm mãn tính rồi, mà cái gì đã mãn rồi á, thì khả năng hồi phục hầu như là không có hoàn toàn. Dù cho chúng ta thấy là nó không còn hoạt tính viêm, nhưng mà cái niêm mạc nó đã bị sơ, bị tổn thương rồi, thì cái khả năng chức năng của cái ruột đó nó cũng không phải như là cái người bình thường được. Đó, do đó mà đó là hai cái khái niệm mà chúng ta cần phải lưu ý. Do đó nhân cái hôm nay chúng tôi cũng muốn là đưa những cái quan điểm, chúng ta hoàn toàn là có những cái chọn lựa tùy theo cái cá thể hóa từng bệnh nhân và người ta có những cái phương thức điều trị. Chứ còn ví dụ nếu bây giờ những bệnh nhân mà nếu mà họ không chữa ở mình mà họ đi qua nước ngoài mà họ gặp những cái điều kiện mà có đúng chỉ định mà có thể sử dụng cái thuốc kháng sinh học thì người ta vẫn có quyền chọn lựa cái thuốc sinh học ngay từ đầu. Đó là tùy điều kiện. Nhưng mà dĩ nhiên ta phải giải thích cho bệnh nhân hiểu và họ hiểu được cái vấn đề đó thì người ta sẽ chấp nhận điều trị. Một câu hỏi tiếp theo là không biết là bác sĩ Trọng có trả lời được hay không, nếu không thì tôi sẽ trả lời. Thứ nhất là kinh nghiệm về điều trị nhiễm non-tuberculosis mycobacteria ở bệnh nhân có cái mẫu mô bệnh học IBD và có nên điều trị cho bệnh nhân hay không? Cái câu hỏi này chắc em nhờ thầy trả lời rồi. Tại em không có kinh nghiệm về điều trị bên này. Thật ra thì chúng ta biết là cái chủng Mycobacterium nó có nhiều chủng lắm. Ví dụ cái Mycobacterium tuberculosis, tức là cái bệnh lao của chúng ta đó, thì nó là có cái thuốc hẳn hoi rồi và cái diễn tiến bệnh nó thường là nặng, do đó mà chúng ta có cái thuốc kháng lao điều trị. Còn nó có những cái nhóm gọi là Mycobacterium mà gọi là atypic, tức là cái dạng không điển hình, vì có thể nó gây ra một số những tổn thương phổi hoặc là tổn thương ở nhiều nơi. Nhưng mà những thường những cái nhóm này thường cái biểu hiện nó nhẹ, và thứ hai là nó thường là đáp ứng với lại cái nhóm macrolide chứ không phải là đáp ứng với những cái thuốc kháng lao mà thông thường mà chúng ta, tại vì nó là cái dạng nhẹ, do đó chúng ta không phải sử dụng những cái thuốc mà kháng lao mạnh như là chúng ta đang sử dụng phối hợp nhiều thuốc một lượt để điều trị, thì cái điều trị nó rất là nặng nề. Thì thật sự đó, những cái nhiễm trùng mà do nhiễm lao mà ở cái trạng thái mà không điển hình đó, thì cái biểu hiện nó thường là nhẹ hơn và nó không có cái diễn tiến gọi là bùng phát nặng. Tuy nhiên nếu như bệnh nhân có triệu chứng hoặc là có bằng chứng rõ ràng là có cái nhiễm trùng đó thì chúng ta có thể khởi động bằng cái nhóm quinolone kết hợp với lại macrolide thì nó vẫn đạt được hiệu quả, chứ còn chúng ta không cần phải sử dụng rifamycin kết hợp là ENH hay là BZA vân vân, tức là
Tại vì cái điều trị mà lao thực thụ á, nó làm cái điều trị rất nặng nề, nó nhiều thứ thuốc và nó dễ có cái biến chứng trên gan. Còn chúng ta sử dụng cái nhóm mà quinolone kết hợp macrolide là nó đáp ứng với lại một số những cái trường hợp mà nhiễm trùng mà tại đường tiêu hóa, nhưng mà nó không phải do cái chủng mà Mycobacterium thực thụ. Thì chúng tôi thấy là đã có những cái tài liệu mà người ta đã đề cập đến vấn đề này và người ta cũng thấy là nó có hiệu quả. Như vậy đó là cái nhưng mà không phải là chúng ta phải có bằng chứng, tức là phải sinh thiết trên mô học và cấy mà thấy là cái chủng nó là cái chủng non tuberculosis thì chúng ta mới chữa theo cái hướng mà macrolide kết hợp với lại cái quinolone. Thì thường á là chúng tôi hay sử dụng cái azathioprine, azithromycin, cái macrolide azithromycin kết hợp với lại cái nhóm quinolone là cipro hoặc là levofloxacin thì chúng tôi có thể sử dụng cho những cái trường hợp này. Không biết là quý vị có câu hỏi gì về cái chủ đề này nữa không ạ? Là xin mời bác sĩ Thư, xin chuyển cái micro cho bác sĩ Thư. Em xin chia sẻ hỏi chậm chút xíu, tại vì cái này nó là quan điểm để điều trị thôi. Thì mới để điều trị vấn đề yếu thuốc anti-TNF khóa hợp với một cái thuốc azathioprine thì không bằng cãi về vấn đề em ra sinh hết nữa. Muốn kết hợp đó là mình thấy người gia lai đó đã nói rồi. Còn vấn đề adalimumab kết hợp với azathioprine đó thì thứ nhất là cái nghiên cứu của đây mà nói thì đánh giá bệnh nhân mô bệnh nhân xài chỉ có tuần thứ 26 thì có đánh giá sớm đúng không? Trong khi đó mình đánh giá một kết quả được điều trị cho bệnh nhân lên nó thì bệnh nhân cũng còn rưỡi. Và kết luận này thì không có kết luận cho bệnh nhân có những cái tiêu chí mà mình trong điều trị bệnh nhân là làm như thế nào. Thật ra mình dựa lên mình đánh giá là không nên kết hợp có đúng hay không là một. Thứ hai là như em đã học huấn luyện bên ASAN á thì hầu như đa số được kết hợp giữa cái adalimumab và azathioprine. Cái adalimumab bên Hàn Quốc á thì họ được hưởng bảo hiểm 90% thì họ chỉ đóng ra có cái bệnh sức mà còn adalimumab và kết hợp azathioprine rồi vậy đó. Hàn Quốc họ cứ tặng cái này của mình không có người có ok đúng không? Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thì thực ra cái nghiên cứu đài mình đó, nó có một cái nghiên cứu kéo dài hơn. Thì lấy cái kết cục là lưu bệnh trên nội soi. Thì cái kết quả thì hai nhóm thì cái đó, kết cục là nó tương tự nhau. Chính vì vậy mà người ta khuyến cáo là không có sử dụng phối hợp thuốc. Thì cái trong cái, tất cả cái những cái hướng dẫn thì cái hướng dẫn của ECHO năm 2019 thì nó mới đề cập đến vấn đề này thôi. Cái nghiên cứu này cũng mới. Anh còn có ý kiến gì về vấn đề này nữa không ạ? Có bác sĩ Luân có một cái ý kiến bổ sung thì xin mời bác sĩ Luân. Alo. Bàn về vấn đề mà mình phối hợp adalimumab với lại các cái theo quý đồng nghiệp biết rằng là chúng tôi trong cái bài trình bày của tôi sẽ có nói cái vấn đề này, tức là mình biết rằng là cái implicimab thì nó có 25% là của từ con chuột, còn cái alimumab thì hầu như nó là kháng thể của người, thành ra cái tỷ lệ sinh kháng thể của alimumab nó khá là ít. Nói là nó ít nhưng mà nó vẫn có. Thành ra nếu mà quý đồng nghiệp đọc khuyến cáo thì thấy là nếu mà khuyến cáo của ICG thì họ sẽ nói rằng là cái khuyến cáo bắt buộc kết hợp implicimab với lại các cái thuốc điều hòa miễn dịch. Còn alimumab thì tùy quý vị muốn kết hợp thì kết hợp, không thì không có bắt buộc. Riêng cái khuyến cáo của ECHO thì đúng là họ có nói rằng là không có khuyến cáo sử dụng alimumab chung với lại các cái thuốc azathioprine. Tuy nhiên quý vị nhớ rằng là cái nghiên cứu Sonic á, mình nhớ cái tổng cái trình bày cái nghiên cứu Sonic á, thì cái nghiên cứu Sonic á, mình thấy là kết hợp implicimab và azathioprine á thì nó làm tăng cái hiệu quả điều trị của thuốc. Tăng cái hiệu quả điều trị của thuốc ở đây người ta lý giải hai lý do. Lý do thứ nhất á, là nó giảm tạo kháng thể. Nhưng mà lý do thứ hai của nghiên cứu Sonic á, người ta nói rằng là ngoài cái việc giảm tạo kháng thể nó làm tăng nồng độ của thuốc nè. Thì người ta thấy rằng là chính cái việc tăng nồng độ của thuốc mới là cái nguyên nhân chính làm cho cái hiệu quả của cái việc kết hợp điều trị nó nhiều hơn so với cái nhóm dùng implicimab đơn độc. Thành ra trong thực tế lâm sàng thì bản thân tôi khi mà xài alimumab tôi vẫn kết hợp với lại theobromine. Để làm rõ hơn vấn đề này thì tôi sẽ có một vài cái thông tin ngắn.
chúng ta biết là thật ra thì chúng ta biết là đây là chúng ta đang sử dụng các cái thuốc sinh học. Mà thuốc sinh học là gì? Chúng ta thấy có cái từ gì mát mát nữa sao, tức là gì? Đó là những kháng thể đơn dòng thôi. Do đó bao giờ cái thuốc nào mình thấy có cái chữ mát có nghĩa là thì thường là nó là những cái kháng thể nha. Thì cái những cái thuốc đó đó thì khi ta đưa một cái chất vô trong cơ thể thì một thời gian cơ thể chúng ta nó sẽ có một cái hiện tượng gọi là đáp ứng tạo cái kháng thể để chống lại cái chất mà đưa vô. Nó gọi là một cái khả năng sinh kháng thể. Để mà do đó mà có nhiều thuốc lúc đầu chúng ta chữa đang rất là hiệu quả, nhưng mà xài một thời gian thì nó giảm đi hiệu quả, là vì bắt đầu một thời gian cơ thể chúng ta nó tạo kháng thể để nó kháng với lại cái chất chúng ta đưa vô, do đó làm mất đi hiệu quả. Chính vì vậy mà người ta trong cái điều trị bằng những thuốc sinh học thì người ta để mà hạn chế cái khả năng sinh kháng thể đó thì người ta dùng thêm một thuốc ức chế hoặc là điều hòa miễn dịch, đó là cái azathioprine, tức là cái thuốc mà thiopurine đó, là để nó điều hòa lại, để nó hạn chế sự tạo kháng thể mà để đối kháng với lại cái chất thuốc mà chúng ta đưa vào. Đó, chúng ta phải hiểu như vậy. Cũng giống như là chúng ta biết là chúng ta tiêm insulin cũng vậy đó. Tiêm insulin thời gian nó cũng có vấn đề sinh kháng thể kháng insulin, nó làm cho cái hiệu quả của insulin nó bị giảm đi. Đó, thì thật ra cái adalimumab thì nó chiết xuất từ cái kháng thể mà từ người nhiều hơn. Thành ra do đó mà nó, ví dụ cái tên nó là Humira, tức là cái chữ Humi có nghĩa là giống như human nữa, tức là từ người. Do đó mà cái mức độ sinh kháng thể nó ít hơn, tuy nhiên vẫn có. Tại vì một cái chất gì mà đưa vào cơ thể một thời gian thì cái hệ miễn dịch cơ thể chúng ta nó cũng nhận diện ra cái này hoàn toàn nói là của người, nhưng mà không phải là người nào cũng giống người nào. Do đó nó cũng sẽ tạo ra một mức độ kháng thể nào đó. Do đó nó cũng có cái làm cho giảm đi hiệu quả. Và chúng ta biết là cái ức chế miễn dịch đó, chúng ta phải tác động ở nhiều khâu thì cái hiệu quả nó mới đạt được cái tối ưu. Chính vì vậy mà những cái quan điểm mới là người ta bắt đầu, người ta vẫn dùng cái thuốc sinh học kháng TNF alpha và có kết hợp với lại cái thuốc điều hòa miễn dịch là cái azathioprine. Tuy nhiên cái điều trị kết hợp á, chúng ta phải chấp nhận hai vấn đề. Thứ nhất, chúng ta đạt được cái hiệu quả để mà nó tăng cường cái hiệu quả ức chế miễn dịch, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận một cái rủi ro là càng nhiều thuốc thì nó nguy cơ gì, tác dụng phụ nó càng cao. Tại chúng ta thấy rằng là azathioprine không phải là một thuốc hoàn toàn không có triệu chứng đâu, không có tác dụng phụ đâu, mà nó có những cái cơ địa bệnh nhân nhạy cảm đặc biệt đó, chích vô uống vô thời gian là bị giảm bạch cầu hạt rất nặng, bạch cầu lúc đó còn có vài chục con thôi, và bệnh nhân có cái nhiễm trùng cơ hội sẽ rất là nặng lên và thậm chí chết do bệnh cảnh nhiễm trùng. Hoặc là có bệnh nhân rụng tóc, các anh chị biết là có những bệnh nhân tôi đã gặp rồi, một cái phụ nữ uống được 3 viên thuốc thôi, sáng ngủ dậy lấy tay chỉ cần vuốt cái đầu cái là một mớ tóc ra khỏi rớt ra. Đó, như vậy thấy là rụng tóc kinh khủng lắm, rụng gần như là trọc cái đầu luôn đó. Nhưng mà cái đó là không phải, nói như vậy thì chúng ta thấy là không phải người nào cũng bị đâu, mà toàn bộ những cái phản ứng phụ này nó tùy theo từng cái cơ địa mà nhạy cảm với thuốc. Ngay cả vấn đề mà ức chế tủy, ức chế cái bạch cầu hạt đó là cũng tùy theo từng bệnh nhân. Vì vậy mà người ta mới đòi hỏi là chúng ta điều trị là chúng ta phải theo dõi sát bệnh nhân, và bao giờ cũng dùng cái liều thấp, theo dõi từng tuần, rồi bắt đầu khi mà thấy chưa có cái phản ứng gì đặc biệt thì chúng ta mới tăng dần để đạt được cái hiệu quả. Và thường các cái thuốc mà azathioprine là thuốc điều hòa miễn dịch đó, nó không có cái hiệu quả tức thì, do đó mà chúng ta sử dụng phải vài tuần, xả ít nhất từ 4 tuần trở lên và đến 12 tuần thì nó mới đạt được cái hiệu quả tối ưu. Do đó mà chúng ta thường là người ta không dùng nó là cái thuốc để điều trị tấn công, mà thường là dùng để duy trì hoặc là kết hợp ngay từ đầu để mà khi mà cái thuốc mà chính á, nó hiệu quả, còn cái thuốc azathioprine là nó sẽ được mà tăng cường tiếp theo sau một thời gian. Đó là cái mà chúng ta cần phải lưu ý trong vấn đề điều trị. Có lẽ là chúng ta sẽ còn một số câu hỏi nữa, chúng tôi cũng sẽ dành cho cái phần cuối cùng của cái phiên thảo luận cuối cùng, thì để tiếp theo một cái bài cũng khá lý thú. Tại chúng ta biết là về điều trị nó có rất nhiều thuốc, do đó mà chúng tôi chia làm hai nhóm. Một cái nhóm gọi là cái nhóm mà những cái thuốc mà kháng viêm hoặc là điều hòa miễn dịch mà cổ điển, tức là những cái thuốc mà như là mesalazine, thiopurine, những cái thuốc mà cọt tiết tại chỗ, là chúng ta xếp vào cái nhóm gọi là cái nhóm mà những cái thuốc mà cổ điển.
Còn một cái nhóm, một cái bài tiếp theo cuối cùng đó là chúng tôi muốn dành riêng cho cái chủ đề là các cái thuốc mà sinh học, tức là những cái thuốc mà tác động trên cái cơ chế miễn dịch mạnh, thì nó là sẽ có cái nhóm riêng vì nó có rất nhiều các cái thuốc liên quan vấn đề này. Thì cái phần điều trị tiếp theo thì chúng tôi đi sâu vào cụ thể từng nhóm thuốc để chúng ta có thể làm quen dần với lại các cái chỉ định cũng như là những cái hiệu quả và tác dụng phụ của các cái nhóm thuốc này. Thì cái phần trình bày về điều trị bằng những cái thuốc mà cổ điển hay là thuốc kinh điển thì sẽ do bác sĩ chuyên khoa 1 Trịnh Thị Thanh Thúy trình bày. Xin mời bác sĩ Thúy. Kính thưa quý thầy cô và các chị đồng nghiệp, hôm nay tôi xin phép được trình bày cái chuyên đề về điều trị bệnh viêm ruột mạn bằng các thuốc kinh điển. Thì trong hai bài báo cáo trước, thưa quý đồng nghiệp đã nghe về các cái hướng dẫn cập nhật điều trị bệnh viêm loét đại tràng và bệnh Crohn. Thì ở trong phần trình bày của mình, tôi sẽ nói về các cái ứng dụng của các cái tác dụng lớn của thuốc trong điều trị bệnh IBD, các cái nghiên cứu và hiệu quả của thuốc cũng như là các cái lưu ý trong dùng thuốc. Nhắc lại về cơ chế bệnh sinh của bệnh viêm ruột mạn, thì đây là một cái cơ chế bệnh sinh rất là phức tạp, bao gồm có nhiều yếu tố, trong đó có sự tham gia tương tác qua lại giữa các yếu tố về kháng nguyên trong lòng ruột, về cái yếu tố môi trường và đáp ứng miễn dịch của cơ thể trên một cái cơ địa nhạy cảm và gen. Thì trong bệnh sinh viêm ruột mạn thì có cái sự mất cân bằng giữa các cái đường cái hoạt động điều hành miễn dịch và cái hoạt động kháng viêm. Bằng chứng là sự tăng nồng độ của các cái protein tiền viêm, các cytokine tiền viêm và giảm các cái cytokine kháng viêm, và điều đó sẽ dẫn đến cái tình trạng viêm của ruột. Trong khi các cái nhóm thuốc như là nhóm thuốc kháng sinh hay cái nhóm thuốc về sinh học thì có cái vị trí tác dụng đặc hiệu trên các cái cơ chế bệnh sinh của viêm ruột mạn, như là các cái anti-interleukin 12 23, hoặc là các anti interleukin, hoặc là các cái anti TNF alpha, thì các cái thuốc ức chế miễn dịch chung như là glucocorticoid, các cái theopurin, methotrexate hoặc là cyclosporin thì ảnh hưởng trên nhiều vị trí của quá trình viêm. Về mục tiêu điều trị của bệnh IBD đó là nhằm đạt được cái sự lâu bệnh, duy trì lâu bệnh, phòng ngừa biến chứng, cải thiện dinh dưỡng và cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh. Thì các thuốc dùng trong điều trị IBD, cái đây là cái tháp về điều trị bệnh IBD, bao gồm có hai cái phương thức tiếp cận, đó là điều trị nâng bậc và điều trị hạ bậc. Điều trị nâng bậc thường sử dụng đối với những bệnh nhân có mức độ bệnh nhẹ đến trung bình, và điều trị hạ bậc dành cho những bệnh nhân có mức độ bệnh nặng hoặc là có cái nguy cơ cao diễn tiến nặng. Đối với chúng ta thì thường hay áp dụng cái phương pháp điều trị là nâng bậc với khởi đầu là các cái thuốc có cái hoạt tính yếu hơn, tuy nhiên ít tác dụng phụ hơn, như là 5-ASA hay là sulfasalazine, và tăng dần bậc lên các cái thuốc có cái hiệu quả cao hơn, tuy nhiên tác dụng phụ nhiều hơn. Thì các cái thuốc kinh điển sử dụng trong điều trị IBD đó là các cái aminosalicylate, glucocorticoid và các thuốc điều hòa miễn dịch. Đầu tiên thì tôi xin trình bày về cái dẫn xuất của aminosalicylate hay gọi tắt là 5-ASA. Về cơ chế tác dụng thì đây là một cái salicylate, tuy nhiên cơ chế tác dụng của nó thì lại không có liên quan đến cái ức chế men cyclooxygenase. Cơ chế tác dụng của thuốc và không giống như là các cái NSAID khác thì có khả năng là thúc đẩy cái tình trạng nặng làm hơn cái tình trạng IBD. Thì cái thuốc này thì có tác dụng điều trị với các cái cơ chế khác nhau, bao gồm như là ức chế con đường lipoxygenase, ức chế sản xuất các cái interleukin tiền viêm như là interleukin 1 hoặc là TNF alpha, và dọn dẹp các cái gốc tự do hay các gốc oxy hóa. Cái thế hệ đầu tiên đó là cái sulfasalazine. Sulfasalazine nó là một hợp chất bao gồm sulfapyridine và 5-ASA được liên kết với nhau bằng một cái liên kết azo. Cái liên kết này sẽ được cắt ở tại cái đại tràng bởi các vi khuẩn đại tràng tiết ra men azo và dictase. Thì cái thành phần sulfapyridine nó là một cái kháng sinh thuộc nhóm sulfamide. Cái chất này thì không có vai trò điều trị và có tác dụng là đóng vai trò là một cái chất ngang, nó vận chuyển cái 5-ASA đến đại tràng. Sau khi vận chuyển 5-ASA đến đại tràng được cắt bởi các vi khuẩn đại tràng thì sulfapyridine sẽ được hấp thu nhanh ở trong đại tràng, được acetin hóa ở gan và sau đó được bài tiết ra nước tiểu. Đây là thuốc, đây là cái thành phần không có tác dụng điều trị và chủ yếu là gây ra tác dụng phụ của cái sulfasalazine.
cái thành phần có tác dụng điều trị đó là 5-ASA, thì thành phần này sẽ được hấp thu kém ở trong đại tràng và khoảng 75% vẫn còn trong lòng đại tràng, và do đó cái nồng độ thuốc ở trong đại tràng thì rất là cao và nó gây ra, nó có thể có tác dụng kháng viêm. Để cho phép dùng cái liều 5-ASA cao hơn và hạn chế các tác dụng phụ của cái sulfapyridine thì các cái hợp chất 5-ASA thế hệ 2 ra đời. Chúng được chia thành hai nhóm, đó là nhóm tiền dược và nhóm có vỏ bao. Nhóm có vỏ bao thì bao gồm cái vỏ bao phóng thích lệ thuộc pH và vỏ bao phóng thích lệ thuộc thời gian. Nhóm tiền dược thì cũng chứa cái liên kết azo, tuy nhiên cái sulfapyridine thì được thay thế bằng một cái phân tử, 5-ASA khác trong cái hợp chất là oxalazine, hay là được thay thế bằng một cái phân tử là 4A3 bất hoạt ở trong cái hợp chất là banzalazine. Đây là cái vị trí phóng thích của các chế phẩm như là của các chế phẩm 5-ASA. Cái dạng phóng thích đầu tiên là phóng thích lệ thuộc vào pH. Phóng thích lệ thuộc pH thì người thuốc sẽ được phóng thích ở pH lớn hơn bằng 6, được phóng thích tại vị trí đoạn xa của hồi tràng và đoạn cuối của đại tràng, đoạn xa hồi tràng và đoạn đầu của đại tràng. Cái dạng phóng thích thứ hai là phóng thích lệ thuộc vào thời gian, thì thuốc sẽ được phóng thích ở vùng tiêu hóa trên, ở từ vùng tá tràng và phóng thích ở dưới dạng những viên vi nang, sau đó sẽ phóng thích chậm suốt cái đường tiêu hóa. Cái dạng phóng thích thứ ba đó là phóng thích cái dạng chế phẩm có cái liên kết azo sẽ được cắt bởi cái vi khuẩn đại tràng và được phóng thích ở đoạn đầu của đại tràng. Thì trên thị trường Việt Nam thì chúng ta có các cái chế phẩm như là cái dạng phóng thích lệ thuộc pH như là mesacol hoặc là tidocol. Với cái chế phẩm phóng thích lệ thuộc thời gian, chúng ta có pentasa 500mg và gần đây là pentasa sachet gói 2g. Ở cái dạng phóng thích thứ ba thì chúng ta chưa có. Tùy theo cái vị trí bị ảnh hưởng bởi cái vị trí bị ảnh hưởng của đoạn ruột bị viêm thì chúng ta sẽ chọn các cái đường dùng thích hợp. Đối với cái đường dùng là cái dạng đối với cái trường hợp viêm trực tràng thì chúng ta có thể chọn thuốc dạng đặc có cái kích thước có tác dụng đến từ trực tràng đến 15cm cách bờ hậu môn. Đối với dạng bọt thì có tác dụng đối với viêm trực tràng và đại tràng sigma. Đối với dạng thuộc thì có thể đến tác dụng đến cái vùng đại tràng góc lóc, và đối với dạng uống thì có thể tác dụng toàn bộ cái niêm mạc đại tràng. Đây là các cái chế phẩm 5-ASA thì nó có cái tác dụng nhóm và nghiên cứu cho thấy là hiệu quả của các cái chế phẩm khác nhau thì có hiệu quả tương đương. Do đó thì ở đây chúng tôi xin đề cập một cái nghiên cứu về hiệu quả của mesalamin dạng phóng thích dạng uống phóng thích chậm. Thì đối với viêm trực tràng mức độ nhẹ đến trung bình thì cái hiệu quả của mesalamin liều 2,4g thì tương đương với liều cao là 4,8g một ngày và hiệu quả là 50-55% đạt tỷ lệ lưu định. Đối với viêm loét đại tràng mức độ trung bình thì cái hiệu quả của liều cao 4,8g một ngày thì là 72% cao hơn so với liều thấp là 2,4g một ngày. Các phân tích gộp cho thấy là cái mesalamin dùng một lần một ngày thì hiệu quả tương đương với dùng nhiều lần một ngày. Mesalamin dùng đối trong điều trị duy trì bệnh nhân UC thì liều là lớn hơn bằng 2g một ngày thì có hiệu quả cao hơn so với dùng liều dưới 2g một ngày. Trong điều trị bệnh Crohn, đối với điều trị dẫn bệnh thì mesalamin liều là 1-2g một ngày thì không hiệu quả cao hơn giả dược. Đối với mesalamin liều cao 4-4,5g một ngày thì khi so với budesonide trong điều trị bệnh Crohn thì cho thấy là hiệu quả của mesalamin không cao hơn so với budesonide. Tóm lại các chế phẩm 5-ASA tại chỗ thì như đã đề cập, mesalamin dạng tọa dược thì hiệu quả trong viêm trực tràng, dạng thuộc thì hiệu quả trong viêm đại tràng đoạn xa. Đối với mesalamin dạng thuộc đó thì chúng ta nên dùng buổi tối trước khi đi ngủ và nên giữ lại được thuốc ít nhất là 8 giờ. Đối với dạng đặc thì mục tiêu là giữ thuốc ít nhất là 3 giờ. Và cái đáp ứng điều trị của mesalamin tại chỗ thì có thể xảy ra là sau 7-14 ngày, với liệu trình điều trị thông thường là khoảng 8-16 tuần. Và ưu điểm thì nghiên cứu cho thấy là nó hiệu quả hơn so với hydrocortisone dùng tại chỗ. Về các tác dụng phụ của sulfasalazine thì sulfasalazine có tác dụng phụ chủ yếu là do thành phần sulfamide và sulfapyridine, với tác dụng phụ xảy ra khoảng 10-45% bệnh nhân UC và chủ yếu là do sulfapyridine.
Phân loại tác dụng phụ thì bao gồm 3 loại liên quan đến liều, như là các tác dụng phụ như là đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, thì tác dụng phụ này sẽ giảm khi dùng kèm với thức ăn hay là giảm liều. Phản ứng dị ứng như là sốt, nổi mẩn, hội chứng Stevens-Johnson, thiếu máu tán huyết hoặc suy tủy xương. Các tác dụng phụ khác như là giảm số lượng, có hồi phục số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng, tuy nhiên không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nữ. Ức chế hấp thu folate ruột non, cho nên cần phải bổ sung folate ở những bệnh nhân mà dùng dài ngày. Tác dụng phụ của mesalamin thì mesalamin nó có hai tác dụng phụ đặc hiệu, đó là khoảng nhỏ hơn 5% bệnh nhân thấy có tăng triệu chứng lịch thường khi khởi đầu điều trị, như là bệnh nhân đau bụng tăng lên, tiêu chảy, sốt huyết trực tràng hoặc là sốt. Tác dụng này thì gặp ở mọi chế phẩm của 5ASA, do đó khi mà gặp tác dụng phụ này thì không có nên đổi sang cái chế phẩm khác của 5ASA. Tác dụng phụ độc thận thì nó có thể gây viêm thận mô kẽ ở khoảng 0,3% bệnh nhân. Ngoài ra các tác dụng phụ khác thì hiếm gặp. Về theo dõi thì đối với sinfasalazin thì nên theo dõi mỗi 3 tháng các cái xét nghiệm như là công thức máu, xét nghiệm định lượng folate, chức năng thận, chức năng gan. Mesalazin thì nên theo dõi mỗi 6 đến 9 tháng chức năng thận. Chống chỉ định đối khi mà quá mẫn với salicylate hay các thành phần của thuốc và có bệnh nhân có suy thận. Tóm lại, một số lưu ý khi dùng aminosalicylate đó là 5ASA thì hiệu quả trong điều trị cả dẫn tịch và duy trì đối với bệnh nhân UC mức độ nhẹ đến trung bình, không dùng trong điều trị bệnh Crohn. Dùng một lần một ngày thì hiệu quả tương đương với dùng nhiều lần một ngày. Hiệu quả của sinfasalazin thì tương đương với mesalamin và các cái 5ASA khác. Liều duy trì là lớn hơn bằng 2 gram một ngày, tối thiểu là 2 gram. Trong UC mức độ trung bình thì liều cao hiệu quả hơn so với liều thấp. Chọn lựa thuốc thì tùy theo cái vị trí tổn thương của cái đoạn ruột viêm, có thể giảm liều sau khi đặt lưu bệnh sâu. Cái nhóm thuốc thứ hai tôi sẽ được trình bày về trong các cái nhóm thuốc kinh điển, đó là thuốc glucocorticoid. Glucocorticoid thì được chỉ định đối với điều trị dẫn tịch, viêm lết đại tràng và bệnh Crohn mức độ trung bình đến nặng. Tuy nhiên nó không hiệu quả trong điều trị duy trì. Khi mà đạt được lưu bệnh thì nên giảm liều từ từ, và tùy theo đáp ứng đối với steroid thì được chia làm 3 nhóm, là nhóm đáp ứng với steroid, lệ thuộc steroid và nhóm kháng steroid. Về cơ chế hoạt động, trong IBD thì cơ chế hoạt động của glucocorticoid khi được uống vào cơ thể thì nó sẽ có tác dụng là biệt hóa các cái tế bào đại thực bào M1 thành đại thực bào M2, và tác dụng biệt hóa các cái tế bào lympho T thành tế bào lympho T điều hòa, từ đó thành các tế bào sao điều hòa, thì các cái tế bào này sẽ có tác dụng là sản xuất ra các cái cytokine kháng viêm. Ngoài ra thì nó cũng ức chế các cái tế bào đại thực bào và các tế bào lympho T sản xuất ra các cái cytokine tiền viêm, từ đó có tác dụng kháng viêm. Ngoài ra thì glucocorticoid còn có tác dụng là ức chế cái phản ứng kháng nguyên kháng thể. Các cái thế hệ của glucocorticoid bao gồm thế hệ 1 như là prednisone, methylprednisolone, hydrocortisone, thế hệ 2 như là budesonide, dạng phóng thích tại ruột budesonide MMX, tức là dạng multi matrix system, dạng thứ ba là cái dechlormetazone, dipropionate, dạng dexamethasone phóng thích qua trung gian hồng cầu thì đang được nghiên cứu. Hiệu quả của corticoid trong điều trị bệnh nhân IBD, có khoảng 85% bệnh nhân sẽ đáp ứng với điều trị corticoid sau 1 tháng. Tuy nhiên, có 15% bệnh nhân cả UC và CD đều có thể là không đáp ứng. Sau 1 năm sử dụng, sau 1 năm thì bệnh nhân chỉ còn khoảng 50% bệnh nhân UC và 30% bệnh nhân CD là đáp ứng kéo dài đối với corticoid. Có khoảng 1/2 đến 2/3 trường hợp thất bại với điều trị corticoid hoặc là lệ thuộc corticoid. Về vị trí tác dụng thì cũng tương tự là tùy theo tương tự 5SA, tùy theo cái vị trí ảnh hưởng của đoạn ruột bị viêm thì chúng ta có thể chọn các cái chế phẩm phù hợp. Đối với các chế phẩm tại chỗ thì chúng ta có thể sử dụng dành cho các bệnh nhân bị viêm trực tràng, hoặc là đối với cái chế phẩm budesonide mà dạng uống phóng thích tại ruột lệ thuộc pH thì chúng ta có thể nó sẽ phóng thích tại đoạn cuối đường tràng, cái đường màu vàng và toàn bộ cái niêm mạc đại tràng. Đối với dạng budesonide MMX, cái dạng phóng thích chậm dọc khung đại tràng, cái đường màu xanh nó sẽ phóng thích dọc khung đại tràng. Đối với corticoid đường toàn thân như là dexamethasone hoặc là prednisolone uống hoặc là tiêm mạch thì xác định nó sẽ có tác dụng trên toàn bộ niêm mạc đường tiêu hóa. Đây là các cái chế phẩm budesonide và đường dùng, có thể là đường dùng đường tĩnh mạch, đường uống, đường thuộc hoặc là đường đặc. Các cái
phân tích gộp cho thấy hiệu quả của budesonide so với corticoid buồng toàn thân thì cho thấy là budesonide có cái tỷ lệ tác dụng phụ thấp hơn so với corticoid toàn thân. Tuy nhiên budesonide thì lại có hiệu quả thấp hơn so với corticoid toàn thân. Budesonide thì thực nó là một cái steroid tổng hợp có hấp thu nhanh ở trên mặt đường tiêu hóa. Sau khi hấp thu thì nó khoảng 90% 90% thuốc sẽ được chuyển hóa lần đầu qua gan, còn khoảng 10% thuốc còn vẫn trong máu và cái tỷ lệ tác dụng phụ nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Budesonide nó là một cái dạng vận chuyển một cái số lượng steroid điều trị đến vị trí viêm ruột đặc hiệu. Với dạng phóng thích mà dạng phóng thích tại hồi tràng phụ thuộc pH thì thuốc sẽ được phóng thích ở đoạn cuối hồi tràng và đại tràng dành trị bệnh cho những bệnh nhân CD ở vùng hồi văn tràng. Đối với dạng phóng thích dạng MMX sẽ được phóng thích toàn bộ niêm mạc đại tràng và sẽ được dành cho UC dạng nhẹ đến trung bình. Một lưu ý khi dùng glucocorticoid đó là các tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ này có thể xảy ra ở cứ cơ quan bộ phận nào và đa số các tác dụng phụ này thì sẽ liên quan đến liều. Và các tác dụng phụ này, một số tác dụng phụ thì có thể hồi phục được, một số tác dụng phụ thì có thể phòng ngừa bằng cách là mình bổ sung các cái chất cần thiết. Các tác dụng phụ có thể kể đến thường gặp như là ở mắt thì có thể biến chứng glaucom. Tác dụng phụ trên tâm thần kinh có thể gây rối loạn giấc ngủ, gây loạn thần cấp khi sử dụng liều cao. Tác dụng phụ như là ở trên mô mềm và trên da thì có thể gây ra kiểu hình cốt sinh, gây ra mụn, gây ra rộng lông hoặc là phù. Trên hệ cơ xương thì có thể gây ra loãng xương, bệnh cơ hoặc là gây ra hoại tử xương vô mạch. Trên hệ miễn dịch thì có thể gây ra nhiễm trùng cơ hội. Trên đường tim mạch, trên tim mạch thì có thể gây tăng huyết áp. Trên hệ nội tiết có thể gây ra đái tháo đường, suy vỏ thượng thận. Để theo dõi các dụng cụ này, chúng ta nên theo dõi huyết áp, đường huyết, kali máu cho bệnh nhân, khám mắt mỗi năm nếu bệnh nhân có dùng corticoid kéo dài, bù canxi và vitamin B. Các chống chỉ định của corticoid thì corticoid có các chống chỉ định tương đối như là bệnh Crohn xuyên thành, đái tháo đường hoặc là tăng huyết áp kiểm soát kém, loãng xương, lép dạ dày hoặc là bệnh nhân đang có nhiễm trùng nặng. Tóm lại, một số lưu ý khi dùng corticoid. Thứ nhất là corticoid toàn thân thì hiệu quả trong điều trị dẫn bệnh đối với bệnh nhân UC mức độ trung bình đến nặng, đợt cấp của viêm lết đại tràng nặng hoặc là bệnh nhân CD mức độ trung bình đến nặng. Corticoid tại chỗ như budesonide thì hiệu quả trong dẫn bệnh cả CD và UC mức độ nhẹ đến trung bình. Hiệu quả thấp hơn corticoid toàn thân nhưng mà ít tác dụng phụ toàn thân hơn. Và không khuyến cáo dùng corticoid trong điều trị duy trì do có nhiều tác dụng phụ. Không nên ngưng thuốc đột ngột và khoảng 2/3 bệnh nhân sẽ trở nên lệ thuộc hoặc là kháng steroid. Cái nhóm thuốc thứ ba nhóm thuốc kinh điển thứ ba dùng trong điều trị IBD đó là nhóm thuốc điều hòa miễn dịch. Nhóm thuốc điều hòa miễn dịch này thì bao gồm các cái dẫn xuất của theopurin như là mecaptopurin, azathioprin, metotrexate, cyclosporin, pyrolimus. Đầu tiên là các cái dẫn xuất của theopurin. Dẫn xuất theopurin thì nó là những cái đồng phân, nó là những chất tương tự purin và cả hai nó đều là dạng tiền dược. Cơ chế hoạt động của nó là giảm tổng hợp purin và ức chế tăng sinh tế bào. Thuốc được dùng ở dưới dạng đường uống, chỉ định điều trị duy trì lưu định ở cả bệnh nhân viêm lết đại tràng và bệnh Crohn, ngăn ngừa hoặc làm chậm tái phát bệnh Crohn sau phẫu thuật và điều trị rò ở bệnh Crohn. Về chuyển hóa của nhóm theopurin, azathioprin sẽ được chuyển hóa thành 6 mecaptopurin. 6 mecaptopurin sẽ được chuyển hóa theo 3 con đường. Con đường thứ nhất là theo men TPMT, tức là men theopurin methyl transferase, được chuyển hóa thành 6 methyl mecaptopurin, viết tắt là 6 MMP. Đây là một cái chất bất hoạt, tuy nhiên nó gây bạch gan. Cái con đường chuyển hóa thứ hai là theo men xanthin oxidase, sẽ được chuyển hóa thành 6 thiotric acid, đây là một cái chất bất hoạt. Con đường chuyển hóa thứ ba theo men HGPRT, con đường chuyển hóa này sẽ chuyển hóa thành các chất chuyển hóa và cuối cùng là thành 6 thioguanine nucleotide, viết tắt là 6 TGN. Đây là một cái chất có hoạt tính kháng viêm, hoạt tính điều trị, tuy nhiên nó gây ra tác dụng phụ là ức chế tủy. Sự khác biệt về hoạt tính men TPMT có thể quyết định tác dụng của thuốc. Đối với khoảng 88% dân số Mỹ là có hoạt tính men bình thường nên sẽ có chuyển hóa bình thường. Có khoảng 11% dân số là có
một cái alen đột biến, cho nên có hoạt tính men trung gian, tức là giảm hoạt tính men, cho nên sẽ làm chuyển hóa thuốc theo các cái con đường khác, như là tăng nồng độ của 6 TGN, do giảm hoạt tính men này sẽ tăng nồng độ của 6 cái TGN, do đó sẽ có thể làm tăng hiệu quả điều trị. Tuy nhiên nó có thể gây ra tác dụng phụ nhiều hơn, như là tác dụng phụ suy ức chế tủy, cho nên cần phải giảm liều thuốc khi sử dụng. Khoảng 0,3% dân số là sẽ không có hoạt tính men, tức là nó đột biến ở cả hai alen, cho nên nó không có hoạt tính men TBMT. Do đó thuốc được chuyển hóa chủ yếu tạo ra tăng nồng độ của 6 TGN rất là cao, dẫn đến là gây ra tác dụng phụ là ức chế tủy xương, do đó chống chỉ định sử dụng đối với bệnh nhân có không có hoạt tính men TBMT. Về tương tác thuốc thì allopurinol thì ức chế men xanthin oxidase, do đó sẽ dẫn tới chuyển hóa thuốc theo cái hướng sản xuất 6 thioguanine nucleotide, do đó là làm tăng hiệu quả điều trị nhưng mà lại tăng tác dụng độc. Ở bệnh nhân dùng thioburin thì nên được cảnh báo là tương tác thuốc đối với các cái thuốc điều trị gút hoặc là thuốc điều trị tăng acid uric, do đó bệnh nhân phải được giảm khoảng 25% liều so với liều thông thường. Các cái phân tích gộp cho thấy hiệu quả của azathioprine và 6-mercaptopurine trong điều trị duy trì viêm đại tràng thì cao hơn so với placebo. Azathioprine trong điều trị duy trì bệnh Crohn thì cũng có hiệu quả cao hơn so với placebo. Tuy nhiên mức độ bằng chứng này thì yếu thôi. Về một vấn đề khi gặp phải khi mà điều trị bệnh nhân với thioprine, đó là vấn đề mất đáp ứng với thioprine. Ở bệnh nhân mà mất đáp ứng thioprine thì chúng ta cần phải lượng nồng độ 6 TGN. Nếu nồng độ này mà bình thường thì bệnh nhân có thể là kháng trị. Nếu nồng độ này thấp thì cần phải định lượng nồng độ của 6 MMT. Nếu nồng độ 6 MMT thấp thì bệnh nhân có thể là chưa đủ liều hoặc không tuân trị. Nếu nồng độ này cao thì bệnh nhân có thể ở cái dạng là sân chuyển hóa, tức là chuyển hóa theo cái hướng tăng tạo thành 6 MMT. Cơ chế của cái sân này chưa rõ. Tuy nhiên người ta thấy rằng khi mình thêm allopurinol thì có thể bảo sân, tức là sẽ làm cho giảm cái nồng độ của 6 MMT và tăng nồng độ của 6 TGN. Các tác dụng phụ gặp phải khi điều trị với thioburine, đó là thứ nhất là phản ứng đặc dị. Đặc dị có thể xảy ra ở bất kỳ bệnh nhân nào, và khoảng phản ứng đặc dị nghiêm trọng đó là phản ứng viêm tụy, xảy ra khoảng 5% bệnh nhân. Ngoài ra các phản ứng đặc dị khác như là sốt, nổi mẩn, đau khớp, buồn nôn, nôn. Tác dụng phụ lệ thuộc liều như là ức chế tủy xương có thể giảm cả ba dòng tế bào máu, tuy nhiên thường gặp nhất là giảm bạch cầu hạt. Tác dụng phụ nữa là tăng men gan. Các tác dụng phụ khác có thể liên quan như là nhiễm trùng cơ hội hay là bệnh ác tính như là lymphoma non Hodgkin hay là ung thư da không có melanoma. Lưu ý, có một lưu ý khi dùng thioburine, đó là cần trung bình 3 tháng để phát huy tác dụng. Thuốc không có vai trò trong điều trị dẫn bệnh, do có cái thời gian phát huy tác dụng nó dài. Hiệu quả trong điều trị duy trì cả viêm loét đại tràng và bệnh Crohn. Hầu hết các trường hợp giảm bạch cầu hạt xảy ra bệnh nhân có hoạt tính men TPMT bình thường và có thể xảy ra đến 17 tháng sau khi dùng thuốc. Do đó nên khởi đầu liều thấp 1mg một ký ngày và sau đó mình sẽ tăng dần liều đến liều đích trong vài tuần, và nên xét nghiệm công thức máu và men gan mỗi 2 tuần khi khởi động điều trị. Khi dùng liều ổn định thì có thể giãn thời gian tác dụng ra mỗi 3 đến 4 tháng. Cái nhóm thuốc điều hòa miễn dịch tiếp theo đó là cái methotrexate. Methotrexate nó là một cái chất chống chuyển hóa, nó là một cái chất kháng với acid folic và có thể làm giảm tổng hợp DNA do ức chế cạnh tranh cái dihydrofolate reductase, ức chế hoạt hóa lympho T, do đó giảm sản xuất các cái cytokine tiền viêm, trong đó các interleukin 1. Chỉ định điều trị trong dẫn bệnh và duy trì bệnh lưu bệnh với UC, thất bại với thioburin. Nó lựa chọn sau thioburin. Và chưa có nhiều nghiên cứu trong hiệu quả trong viêm loét đại tràng. Đường dùng thì thuốc này được dùng đường dùng dạng kim bắc hoặc kim dưới da, do có cái sinh khả dụng cao đến 90% và được nghiên cứu trong các thử nghiệm lâm sàng. Đối với đường uống thì cái sinh khả dụng nó thấp, cho nên không có sử dụng đường uống. Và liều dùng thì là dẫn bệnh là 25mg một tuần và lưu bệnh là 15mg mỗi tuần, một tuần. Dụng phụ của methotrexate đó là tác dụng phụ gây buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Tác dụng phụ này sẽ giảm khi mình bổ sung acid folic 1mg ngày. Tác dụng phụ độc gan, giảm bạch cầu và sơ phổi. Cái nhóm thuốc tiếp theo đó là cái thuốc ức chế calcineurin, đó là cyclosporin, được chỉ định đặc biệt trong đợt cấp viêm loét đại tràng mức độ nặng không đáp ứng với steroid. Bệnh Crohn thì nó có giá trị trong điều trị bệnh Crohn, do ít có nghiên cứu trong điều trị bệnh Crohn. Và do thuốc này có hiệu quả điều trị hẹp
có cửa sổ điều trị hẹp, do đó thì cần phải theo dõi sát cái nồng độ thuốc trong quá trình điều trị. Và khi dùng thuốc thì nên phòng ngừa viêm phổi do pneumocystis jirovecii với cotrimoxazole. Về cơ chế hoạt động, đây là một cái ức chế calcineurin, cho nên thuốc khi vào trong huyết tương, vào trong bào tương, thuốc sẽ gắn với các cái phân tử cyclophilin hoặc là các phân tử FK binding protein. Cái hợp chất này sẽ ức chế men calcineurin, do đó ức chế sự hoạt hóa của tế bào lympho T và ức chế sản xuất cái men cytokine interleukin 2, do đó có hiệu quả kháng viêm. Về tác dụng phụ của cyclosporin có thể gây ra tăng huyết áp, phì đại nướu răng, dị cảm, đau đầu, tác dụng phụ độc thận, co giật. Đặc biệt đối với tác dụng phụ co giật đó thì nồng độ cholesterol máu và dưới 120mg và magie máu giảm thì có thể tăng nguy cơ co giật, cho nên cần phải xét nghiệm cholesterol và magie máu trước khi mà điều trị, tăng nguy cơ nhiễm trùng cơ hội. Nhóm thuốc cuối cùng được sử dụng trong cái điều trị bệnh vi rụt mạng trong các thuốc kinh điển đó là cái tadalafil. Tadalafil đó là một kháng sinh thuộc nhóm macrolid, nó tác dụng thông qua cái cơ chế ức chế men calcineurin. Nó vai trò chủ yếu là nghiên cứu ở trong cái bệnh Crohn có rò. Có khi so sánh với cyclosporin thì nó hiệu quả mạnh hơn gấp 100 lần. Tuy nhiên, thuốc này ít được sử dụng và ít được nghiên cứu do các hiện tại đã có các thuốc tốt hơn và hấp thu đường uống thì tốt. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Đã xin cảm ơn bác sĩ Trịnh Thị Thanh Thúy. Mời bác sĩ Thúy sẽ về cái ghế chủ tọa. Như vậy thì chúng ta đã nghe một số những cái thông tin liên quan đến cái nhóm thuốc mà chúng tôi xếp gọi là cái thuốc kinh điển. Kinh điển đây tức là người ta đã sử dụng từ rất là lâu trong cái điều trị các cái bệnh viêm ruột mãn tính. Thì chúng ta biết là cái bản chất của cái bệnh viêm ruột nói chung, đây là một cái bệnh lý liên quan miễn dịch. Vì nguyên nhân người ta chưa hiểu rõ, tuy nhiên người ta thấy rằng là cái cơ chế mà phát sinh các cái bệnh viêm ruột đó là do một cái sự đáp ứng quá mức bình thường của hệ miễn dịch khi có một cái kháng nguyên lạ tiếp xúc vào trong cái đường tiêu hóa, thì nó sẽ gây ra một cái phản ứng tạo cái kháng thể bất thường, và kháng thể đó nó sẽ gây ra một cái đáp ứng miễn dịch và làm cho tổn thương trên niêm mạc của cái đường tiêu hóa của chúng ta. Đó, bản chất của vấn đề là như vậy. Và tại sao mà nó có đáp ứng miễn dịch như vậy? Người ta thấy rằng nó liên quan đến cái vấn đề di truyền. Tại là mỗi cơ địa bệnh nhân nó có một yếu tố di truyền đặc biệt, do đó mà nó dễ phát sinh ra những cái đáp ứng miễn dịch quá mức. Chứ tại sao người này cũng ăn một cái thức ăn đó thì không bị gì hết, nhưng mà cái người bệnh nhân khi sử dụng một cái thực phẩm nào đó thì họ có thể bị một cái đáp ứng miễn dịch quá mức. Vì như vậy thì cái kháng nguyên mà gây ra một cái đáp ứng miễn dịch đó có thể là từ thực phẩm chúng ta ăn vào. Thứ hai là từ một số những cái kháng nguyên lạ do cái vi khuẩn nó xâm nhập vào trong cái đường tiêu hóa, hoặc là do một yếu tố gì đó mà trong đường tiêu hóa chúng ta tiếp xúc thì nó gây ra một cái ảnh hưởng, và có thể nó còn liên quan đến những cái kháng nguyên do những cái vi khuẩn mà thường trú nằm ở trong trong ruột của chúng ta đó. Khi có điều kiện chúng ta sử dụng kháng sinh hay là chúng ta sử dụng một số những cái chất ức chế miễn dịch thì có thể làm cho vi khuẩn nó sẽ bị thay đổi về cái nồng độ và cái môi trường, mà nó sẽ gây ra những cái đáp ứng miễn dịch bất thường. Thì cái điều trị của chúng ta là gì? Là chúng ta làm sao ức chế cái quá trình viêm, hoặc là ức chế cái sự đáp ứng miễn dịch quá mức, để chúng ta làm cho cái niêm mạc chúng ta được phục hồi, niêm mạc ruột chúng ta phục hồi. Đó là cái bản chất của cái vấn đề điều trị. Thì chúng ta thấy rằng là từ cái lý thuyết đó mà người ta đã có những cái thuốc đơn giản nhất, đó là những cái thuốc kháng viêm tại chỗ. Tại chúng ta biết là nếu mà chúng ta uống vào, mà nếu mà thuốc á, mà nó hấp thu vô trong cái đường toàn thân đi vào trong cơ thể thì nó có rất nhiều tác dụng phụ. Vì vậy mà người ta mới cố gắng là điều chế ra những cái thuốc mà chỉ tác dụng tại ruột thôi, mà nó không hấp thu, để hạn chế những cái tác dụng gọi là ảnh hưởng trên toàn thân. Thì người ta biết là đơn giản nhất là người ta thấy là dùng các thuốc kháng viêm tại chỗ là cái nhóm 5-ASA, tức là viết tắt là cái 5 acetin salicylic acid nha. Thì thật ra bản chất nó là cái kháng viêm tại non steroid thôi, nhưng mà nó tác dụng tại chỗ để nó ít ảnh hưởng trên cái đường tiêu hóa. Nói chung thì chúng ta biết rằng là cái nhóm mesalazine á, thì người ta thấy rằng là
tùy theo cái vị trí. Nếu mà chúng ta chỉ bị ở cái đoạn ngắn của trực tràng thì tốt nhất á, để đạt được cái liều thuốc mà tối đa tại chỗ thì chúng ta dùng cái con đường là mặt hậu môn, hoặc là chúng ta bơm cái gel mà nó tác dụng tại chỗ thì nó tác dụng là tối ưu nhất, chứ không cần phải uống mà từ đường miệng. Tại vì ta biết là khi mà uống từ đường miệng á, thì cái thuốc nó phải đi một cái đoạn rất là dài, nó bị phân tán đi và hầu như là nó mất tác dụng đi khi mà nó xuống tới cái đoạn thấp. Do đó mà chúng ta lưu ý rằng là nếu như là bị ở cái đoạn trực tràng thì chúng ta chỉ cần đặt tại chỗ hoặc là thục tháo thôi là chính. Còn nếu mà cái tình trạng mà bị cả toàn bộ đại tràng thì bắt buộc là chúng ta phải sử dụng các cái thuốc bằng đường uống. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là khi sử dụng đường uống á, là cần phải đạt đủ nồng độ. Thường thì chúng ta thấy là vì các bác sĩ của mình chưa có kinh nghiệm, do đó mà chúng ta cho cái liều thuốc á, thường rất là thấp. Ví dụ chúng ta xài melazaluzin mà uống 500mg một viên nhân 2, một viên nhân 3, hầu như là nó đi tới manh tràng, tới gốc gan, gốc lách là nó hết thuốc rồi. Thấy không? Tại vì cái nồng độ nó không đủ để mà nó tráng đều hết tất cả các cái bảo vệ cho cái niêm mạc. Do đó đây là một cái nhất cái điều đầu tiên muốn đạt được hiệu quả tối đa là phải sử dụng đủ liều. Tức là cái liều nó phải là 2 gram trở lên. Do đó chúng ta sử dụng cái dạng nào cũng vậy, nhưng mà phải là cái liều phải từ 2 gram trở lên. Và những cái trường hợp nặng phải tăng lên nhiều khi 3 đến 4 gram nữa. Có những ca nặng chúng tôi phải sử dụng cái liều cao. Và người ta thấy rằng là dùng một lần duy nhất hoặc là dùng 2 lần thì hiệu quả nó tốt hơn là chúng ta chia ra 3 lần. Tại vì cái mục đích là làm sao đạt được một cái hiệu quả là chúng ta phải dùng một cái liều cao để nó tráng đều hết cái niêm mạc. Do đó mà nhiều đồng nghiệp chúng ta là cứ uống cứ nhớ, không cần nhớ gì cứ nhớ một viên nhân 3, một viên nhân 3, tức là hầu như là đơn giản, nhưng mà thật ra cái đó là hoàn toàn là không có hiệu quả đâu. Do đó chúng ta khi sử dụng là phải dùng viết là đúng đường áp dụng, tức là vị trí nào thì dùng cái chế phẩm đó, chứ còn không có dùng lung tung. Và khi dùng là phải dùng đúng liều rồi mới đạt được hiệu quả. Đã có nhiều người đó, ủa sao mà cho thuốc mà không có tác dụng vậy? Tại vì mình cho liều chưa tới, hoặc là chúng ta dùng không đúng cái đường chỉ định, nó bị ở cái đoạn trực tràng dưới này thôi mà cho uống cái thuốc từ trên xuống dưới là nó đi lưng chừng tới đại tràng gốc gan là nó thuốc rồi, làm sao nó xuống tới trực tràng. Do đó uống những cái ca mà trực tràng là không có hiệu quả đó. Do đó thứ nhất là cái mesalazin là cái nhóm đầu tiên chúng tôi muốn nhấn mạnh. Chính vì vậy mà cái mesalazin người ta mới chế ra rất nhiều những cái chế phẩm khác nhau, có cái thuốc tọa dược, có thuốc dạng gel để mà chúng ta là thuốc tháo, và có cái dạng viên để chúng ta uống vào. Và chúng ta cũng lưu ý hai loại chế phẩm hồi nãy trong cái phần trình bày của bác sĩ Thúy ấy, nó có những cái gì mà tận cùng mà cái chữ côn, ví dụ nha, mesacol, tidocol, thì đó là cái dạng mesalazin mà nó cái dạng chế phẩm mà phóng thích thuốc theo cái nồng độ pH, tức là cái viên thuốc nó đi tới cái ruột á, tùy theo cái pH ở môi trường ruột nó là bao nhiêu thì cái thuốc đó nó sẽ phóng thích dần dần theo cái pH. Mà chúng ta ăn uống linh tinh rồi bị tiêu chảy vân vân, do đó cái pH trong ruột chúng ta có thể nó cũng sẽ rất là gì, thay đổi, hay ra cái sự phóng thích thuốc nó sẽ không ổn định. Còn cái nhóm mà cái thuốc ví dụ như là mesalazin của Dentasa đó, cái biệt dược Dentasa, thì nó là cái dạng phóng thích theo thời gian, tức là cái bào chế của nó là những cái vi hạt và nó có những cái lớp vỏ bao, và nó sẽ đi theo từng thời điểm, nó sẽ tan rã từ từ từng lớp, để cái viên thuốc nó sẽ gì, được phóng thích đều ra đủ cái thời gian mà khi cái thuốc nó di chuyển trong lòng ruột. Như vậy thì cái sự phóng thích thuốc nó sẽ được trải đều trong cái ruột của chúng ta. Do đó thật sự đó, không phải là chỉ dùng thuốc hoạt chất không, mà chúng ta còn phải lưu ý cả gì, cái dạng bào chế, cái đường sử dụng thì mới đạt được hiệu quả. Do đó đây là những cái kinh nghiệm mà chúng tôi muốn chia sẻ cho tất cả quý vị để chúng ta chọn lựa, mà tùy theo cái điều kiện của mình nữa. Ví dụ bây giờ cái cơ sở chúng ta chỉ có cái loại thuốc đó thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có nhiều chọn lựa thì chúng ta phải chọn lựa theo đúng những cái quy tắc để mà chúng ta đạt được hiệu quả tối ưu. Đó, thứ nhất là đó là cái nhóm mesalazin. Còn cái nhóm mà corticoid thì vì nó là cái tác dụng kháng viêm khá mạnh, nhưng mà tác dụng phụ khá nhiều. Vì vậy mà người ta mới có những cái dạng chế phẩm tại chỗ như là budesonide hoặc là cái beclometazone. Đó là những cái thuốc mà corticoid mà tác dụng tại chỗ. Thì người ta hy vọng rằng là
nó ít có hấp thu trên đường toàn thân, để nó ít gây ra những cái biểu hiện như là trên đa cơ quan, thì nó sẽ tác dụng sẽ hiệu quả hơn. Nhưng mà chi tiết là thuốc đó thì ở Việt Nam chúng ta nó chưa có được lưu hành, thì hy vọng rằng trong tương lai vài năm nữa thì có thể là chúng ta có thuốc ra trên thị trường. À, còn cái nhóm thứ ba là cái nhóm điều hòa miễn dịch, thì chúng ta biết là có cái azathioprine và là 6-mecatopurin, thì hai cái đó là cái dạng chuyển hóa là của nhau thôi. Và cái thuốc này nó tùy thuộc vào cái men chuyển hóa ở gan cũng như là một số những cái thành phần chuyển hóa, do đó mà cái hiệu quả cũng như tác dụng phụ nó sẽ thay đổi, và nó tùy theo cái cơ địa mà cái phản ứng phụ nó sẽ nhiều hay ít đó. Thì cái nhóm thuốc này thì chúng tôi nhân cơ hội này, ở trong hội trường có một dược sĩ lâm sàng của bệnh viện Đại học Dược, thì chúng tôi xin mời dược sĩ Tâm cho một cái vài ý kiến liên quan đến về dược lý của cái nhóm thuốc điều hòa miễn dịch. Xin mời dược sĩ Tâm. Dược sĩ Tâm đứng lên để các bạn biết vị trí đang ở đâu để đưa ra chuyển micro. Dạ vâng, em cũng cảm ơn thầy Hoàng cũng giới thiệu. Thì thực ra là về cái tác dụng về dược lý thì em nghĩ cũng chị Thúy cũng đã trình bày cũng khá là đầy đủ về những cái này. À, hồi nãy có một cái phần mà em chắc là hơi lấn sân một xíu về mảng lâm sàng một xíu, là hồi nãy em cũng chưa kịp chưa có cơ hội phát biểu. Thì hồi nãy anh Thư anh có hỏi là về cái việc mình kết hợp giữa azathioprine và adalimumab. Thì em có đọc được một cái nghiên cứu mới, một cái thử nghiệm lâm sàng luôn làm ở Israel. Thì cái này là một cái thử nghiệm lâm sàng mà trên đối tượng trẻ em ở bệnh CD. Thì họ theo dõi giữa cái việc là mình TM, tức là mình theo dõi nồng độ là chủ động hoặc là bị động, tức là active or reactive. Thì có một cái kết luận thôi, ngoài thì ở cái đó họ theo dõi đến 72 tuần lận. Thì họ thấy cũng một kết luận rút ra là có vẻ như việc mình thêm azathioprine vào cái việc mình sử dụng adalimumab nó không mang lại hiệu quả thêm, và họ đánh giá cũng khá là lâu dài. À, về cái tác dụng phụ của cái thuốc này á, thì có lẽ là trên khoa em cũng có mấy lần, cũng tại vì em làm ở trên khoa hồi sức nên cũng có như chắc cũng phải 2 lần rồi nhận được những cái bệnh nhân của thầy Hoàng gửi xuống, là cái việc mà giảm bạch cầu hạt nó cũng khá là nặng. Thì xin lưu ý với các bác sĩ là cái việc mà mình phải theo dõi công thức máu thường xuyên, và cái tác dụng phụ này nó khá là lâu nó mới hồi phục, và có lẽ là bệnh nhân vô bệnh cảnh nói chung là nhiễm trùng cũng khá là nặng, cho nên là tầm khoảng 7 ngày đến 14 ngày nó mới bắt đầu nó lên được một xíu, cho nên mình nên thận trọng trong quá trình sử dụng. Cái việc mà cái tương tác với allopurinol thì nó là một cái mình để ý trên lâm sàng trên bệnh nhân, ví dụ như sử dụng nhiều toa thuốc. Tuy nhiên là cũng có một cái mà hồi nãy có lẽ là chị Thúy cũng đã đề cập rồi, là mình lợi dụng cái tác dụng phụ, cái tương tác đó trong một số trường hợp mà mình sử dụng cái allopurinol liều nó cỡ khoảng 100mg thôi, để mình giảm bớt liều và mình giảm cái độc tính trên gan. Thì có hồi nãy cũng chị Thúy cũng có đề cập có liều luôn, không, em cũng không rõ là trên lâm sàng thực sự ra mình có làm cái chuyện này hay không, thì nó cũng sẽ đỡ được một số tác dụng phụ nếu như mà mình lợi dụng cái chuyện tương tác thuốc này của bệnh nhân xảy ra. Dạ không biết là, nhưng mà thầy còn thật ra thì liên quan đến các cái thuốc mà điều hòa miễn dịch á, yeah. Thì chúng ta thấy là chúng ta sử dụng cái nhóm azathioprine cũng khá nhiều trong những các cái bệnh lý, chẳng hạn như là ngay trong viêm gan tự miễn, hoặc là trong bệnh lupus, hoặc là tất cả những cái thuốc gì mà liên quan đến về cơ chế tự miễn hoặc là miễn dịch, thì có thể chúng ta sử dụng cái nhóm azathioprine. Thì thật sự chúng ta thấy rằng là khi sử dụng các thuốc này thì chúng ta lưu ý một điều là thứ nhất là cái hiệu quả của nó đến chậm, tức là không phải chúng ta uống viên thuốc vô mà nó tác dụng liền đâu, nó phải mất phải mấy tuần, từ 4 tuần đến 6 tuần thì người ta mới ghi nhận thực thụ cái hiệu quả mà điều hòa miễn dịch của nó. Nhưng mà cái tác dụng phụ của nó có thể đến sớm hơn, và những cái tác dụng phụ đó nó rất là tùy thuộc vào từng cơ địa. Hồi nãy nhân cái trường hợp này chúng tôi đã có một cái kinh nghiệm mà chúng tôi gọi là kinh nghiệm đau thương, tức là tôi gặp một cái bệnh nhân nữ. Thì bệnh nhân này hồi đó chữa bằng cái corticoid thì rất là tốt, nhưng mà lệ thuộc corticoid và bị biến chứng corticoid rất là nhiều. Do đó bắt buộc là bệnh nhân muốn yêu cầu là giảm liều cái corticoid, thì chúng tôi mới thử chuyển sang azathioprine. Thì chúng tôi mới cho bệnh nhân uống
khoảng chừng 2 ngày thôi. Nhưng mà vì bệnh nhân này đó là họ không có trở lại theo dõi theo cái chỉ định của mình, tức là mình cho uống 1 tuần để mình dặn là trở lại để mình theo dõi tác dụng phụ, thì bệnh nhân phải mất mấy tuần sau họ mới trở lại, nhưng mà họ vẫn lấy cái thuốc đó họ uống. Nhưng mà khi họ uống, thật ra thì họ uống khoảng chừng không tới 1 tuần lễ thì bắt đầu là họ xuất hiện một cái triệu chứng mà biến chứng là ức chế tụy, tức là cái bạch cầu nó xuống thấp là còn có vài chục con thôi. Và hồi nãy cái bệnh nhân mà tôi nói là nó bị rụng tóc đó, đó là cái bệnh nhân đó, đó là bệnh nhân kể là sáng ngủ dậy là chỉ cần vuốt tóc làm sao là rụng tóc từng mảng rất là lớn nha. Như vậy thấy rằng đã là gì, đó là cái phản ứng nó cơ địa trên từng bệnh nhân. Và thật ra cái Azerbin tôi sử dụng cho cũng rất là nhiều bệnh nhân rồi, nhưng mà cái số những bệnh nhân mà gặp những cái phản ứng nặng đó thì chúng tôi mới gặp có một ca đó là tương đối là để đời luôn á. Thì cái ca đó là những cái ca mà chúng ta phải thận trọng trong vấn đề mà sử dụng thuốc, và bao giờ chúng ta dùng cái liều thấp và phải dặn kỹ bệnh nhân cái vấn đề tái khám. Thì chúng ta biết thật ra nhiều khi bệnh nhân ở tuyến xa, tức là chúng ta cho toa thuốc nhưng mà như ở dưới tỉnh họ không có lên đúng theo cái chỉ định của mình, mà có khi là họ đến trễ hơn, hoặc là họ đợi nặng lắm họ mới trở vào. Thì do đó mà chúng ta gặp bệnh nhân trong cái tình huống mà đã có cái biến chứng nặng thì nó rất là đáng tiếc xảy ra. Đó là những cái mà chúng tôi muốn nhấn mạnh lưu ý chúng ta, mà chúng ta đừng có quá sợ. Thật ra chúng ta phải điều trị nhiều, chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái biến chứng, nhưng mà chúng ta phải vững tin, phải nắm rõ kiến thức để chúng ta xử lý cho từng tình huống một cách cụ thể. Chứ còn nếu mà chúng ta gặp một cái ca mà biến chứng, đâm ra chúng ta hoảng sợ rồi buông luôn không dám chữa, thì thật ra cái đau chuyện đó cũng không đúng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là những cái tác dụng phụ nó có, nhưng mà chúng ta có thể kiểm soát được và theo dõi. Và chúng ta phải có một cái quan trọng là phải có một cái sự phòng bị, tức là phòng ngừa, và phải là tầm soát những cái biến chứng có thể xảy ra trước khi chúng ta quyết định một cái điều trị nào đó. Còn liên quan đến cái tác dụng mà tương tác giữa cái nhóm mà tiopurin với lại allopurinol á, thì thật sự đó thì chúng tôi thấy rằng là có một số bệnh nhân bị những cái đặc tính của cái thuốc này, ví dụ họ bị nôn ói rất là dữ, thì người ta thấy rằng những bệnh nhân nôn ói đó chúng ta cho thêm allopurinol vô và giảm bớt cái liều của cái tiopurin á, thì cái triệu chứng tác dụng phụ của nó sẽ giảm đi. Đó là những cái là do cái sự tương tác mà nó làm cho, thứ nhất là nhờ chúng ta kết hợp mà nó sẽ làm cho cái phản ứng mà phụ của cái thuốc á, nó sẽ giảm đi và chúng ta có thể giảm huyết liều, giống như là nãy Dương Kỳ Tâm cũng đề cập. Như vậy đó, thật ra cái kinh nghiệm điều trị nó cả một cái nghệ thuật, và chúng ta phải đi hết từng trường hợp mà chúng ta sẽ điều chỉnh và gia giảm các cái triệu chứng để mà nó nâng cao hiệu quả điều trị và giảm tác dụng phụ. Đó thì không biết là chúng ta có một số những câu liên quan đến cho bác sĩ Thúy. Thứ nhất là xin bác sĩ Thúy cho biết kinh nghiệm điều trị bác sĩ Thúy về methotrexate. Chắc là chưa có phải không? Riêng đối với cái methotrexate thì tôi có một cái ca tôi sử dụng methotrexate. Tôi thấy rằng là có thể vì có một ca thôi, do đó mà tôi cũng không có dám mà nói một cái ý kiến rõ ràng. Nhưng mà cái ý kiến chủ quan tôi vẫn thấy là methotrexate không hiệu quả. Tại vì tôi đã gặp một cái ca là bị UC mà nội thuộc corticoid. Thì chúng tôi có xin ý kiến một số các chuyên gia bên Hàn Quốc, thì họ cũng đề nghị là nếu bây giờ lệ thuộc corticoid mà thứ hai là bị biến chứng corticoid thì mà bệnh nhân không muốn sử dụng corticoid nữa thì thử chuyển sang cái nhóm mà điều hòa miễn dịch. Thì khi mà chuyển sang azathioprine thì bệnh nhân lại bị tác dụng phụ, bệnh nhân cũng không chấp nhận điều trị. Do đó mà mình mới buộc lòng phải chuyển qua cái methotrexate mà điều trị ròng rã trong 2 tháng trời không có hiệu quả gì cả. Và bệnh nhân vẫn tiêu chảy, vẫn ra đi cầu ra máu v.v. buộc lòng phải ngưng và chuyển lại corticoid. Do đó mà rõ ràng là cái ca đó cuối cùng chúng tôi phải chích cái Enfleximab, thì bệnh nhân cải thiện rất là rõ nha. Nhưng mà sau đó là bệnh nhân xuất hiện cái lao. Như vậy ta thấy rằng là điều trị nó không phải là cái gọi là em thuyền mát mái như là chúng ta từng tưởng đâu. Tại vì cái điều trị nó là một cái gì đó nó rất là công phu phức tạp. Càng dấn thân vào cái điều trị này chúng ta càng thấy là nó còn nhiều cái chuyện mà chúng ta còn phải học hỏi lắm. Và
càng điều trị nhiều càng có kinh nghiệm, và mỗi bệnh nhân là một kinh nghiệm khác nhau chứ không ai giống ai cả. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp một cái biến chứng gì đó, chúng ta coi lại y văn thấy trong đó họ ghi đủ hết rồi đó, ăn thử là những cái ta đọc chưa hết thôi. Do đó mà chúng ta nên trong cái buổi hôm nay chúng ta sẽ về, chúng ta sẽ xem lại tài liệu. Và thật ra những cái chương trình này thì trong vòng khoảng chừng 2 tuần sau thì chúng tôi có sẽ đưa hết tất cả những cái nội dung của cái bài này lên trên cái trang mạng của bệnh viện nào ví dụ, để mà các đồng nghiệp nào mà chúng ta cần tham khảo thêm, hoặc là những cái quý vị mà theo dõi trực tuyến mà chúng ta cần phải theo dõi cái biết được cái nội dung này chính xác, thì chúng ta sẽ khoảng chừng vài tuần nữa thì nếu mà có thông báo thì chúng tôi sẽ đưa cái thông tin các cái nội dung bài lên cho tất cả các đồng nghiệp để chúng ta tham khảo. Tại vì thật ra những cái hướng dẫn đó bây giờ chúng ta thấy trình bày trong thời gian ngắn chúng ta thấy nó lung tung, nó rối mù, nhiều thứ quá, nhưng mà chúng ta phải bình tâm lại, chúng ta coi từng trường hợp rồi chia ra đánh giá mức độ nhẹ, trung bình, nặng mỗi loại, thì người ta có cái hướng dẫn cụ thể và chúng ta cứ theo đó chúng ta làm và từng bước chúng ta sẽ điều chỉnh từ từ đó. Do đó đừng có quá căng thẳng về cái vấn đề điều trị, nhưng mà chúng ta phải gọi là chú ý, lưu ý và đọc kỹ các cái hướng dẫn, là chúng ta sẽ ra được một số những cái hướng dẫn cụ thể. Một câu hỏi dành cho bác sĩ Thúy nữa là việc điều trị IBD mà dùng các thuốc cổ điển cho bệnh nhân có kèm như bệnh viêm dạ dày hoặc là tiền sử xuất huyết tiêu hóa như thế nào? Dạ em xin cảm ơn câu hỏi quý đồng nghiệp. Thì cái việc điều trị IBD thì ở đây thì mình có nhiều cái nhóm thuốc, trong các thuốc kinh điển thì có nhiều cái nhóm thuốc. Tuy nhiên thì nhóm thuốc nó có thể gây các tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Tuy nhiên thì các tác dụng phụ này mình có thể khắc phục được, như là mình dùng kèm với thức ăn, hoặc là mình giảm liều thuốc xuống, hoặc là phối hợp với, nếu khi mình dùng cái theoburin thì có thể phối hợp với cái allopurinol như thầy có trình bày, thầy có đề cập đến, thì mình có thể khắc phục được phần nào cái tác dụng phụ này. Còn nếu như mà mình không khắc phục được thì có thể là mình sẽ phải đổi sang cái nhóm thuốc khác. Về bệnh nhân có tiền sử xuất huyết tiêu hóa trên thì chủ yếu là cái chống chỉ định khi bệnh nhân đang xuất huyết tiêu hóa, đang lết dạ dày hoặc xuất huyết tiêu hóa hoạt động đối với corticoid. Còn cái nhóm thuốc khác thì không có chứng chỉ rõ, không có chống chỉ định. Liên quan đến corticoid thì có một câu hỏi tiếp theo là sử dụng cái corticoid liều tấn công đó, thì thường là dùng bao lâu thì bắt đầu giảm liều, và thời gian dùng liều tấn công đó thì tùy thuộc vào đáp ứng của bệnh nhân như thế nào? Thì trong cái phần cập nhật cái hướng dẫn điều trị của bác sĩ Thư và bác sĩ Trọng cũng có cái đề cập đến cái liều tấn công của corticoid. Thì thông thường á thì mình sẽ đáp ứng tùy theo cái mức độ bệnh. Ví dụ như là trong mỗi cái bệnh thì nó khác nhau. Ví dụ như trong UC mà mức độ bệnh mà đang đợt kịch phát và mức độ nặng á, thì mình đánh giá đáp ứng điều trị với corticoid đường tĩnh mạch sau 3 đến 5 ngày. Còn nếu ví dụ như là bệnh nhân mà đối mức độ nhẹ đó, thì mình có thể đánh giá đáp ứng điều trị sau khoảng 2 đến 4 tuần. Thì sau đó thì mình sẽ xem xét là mình giảm liều sớm nhất có thể cho bệnh nhân, và giảm liều thì nên giảm liều từ từ, như là mình giảm khoảng 5 đến 10 mg mỗi tuần, và sau đó khi mà còn 20 mg thì mình sẽ giảm 2,5 đến 5 mg mỗi tuần. Và cái thời gian dùng liều tấn công thì tùy thuộc theo cái đáp ứng bệnh nhân, nhưng mình cố gắng mình có thể dùng trong 2 đến 4 tuần, là mình cố gắng giảm liều dần sớm nhất có thể cho bệnh nhân. Như vậy thì chúng ta cũng đã nghe sáng giờ là ba cái chủ đề mà cũng khá nặng, thì do đó mà chúng ta sẽ có một cái nghỉ giải lao 15 phút. Hiện tại bây giờ chúng ta là 11:20 thì chúng ta sẽ có 15 phút, là đề nghị các đồng nghiệp chúng ta trở về hội trường khán phòng trở lại vào lúc 11:35. Chúng ta nghỉ chút xíu để chúng ta sang một cái phần mà cũng khá nặng thứ hai. Đây, tôi mời các quý vị chúng ta nghỉ giải lao một chút.